Phật Pháp ứng dụng. Angela ngày hôm nay, đúng như chương trình buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta đã có một thời pháp thoại qua phần chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến. Và chắc hẳn chiều hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình hấp dẫn hơn, hay hơn qua phần chia sẻ pháp đàm. Và không cần phải giới thiệu nhiều về Đại Đức Giảng Sư, chắc hẳn tất cả quý Phật tử thiện nam tín nữ ở đây đều biết người qua trực tiếp tại những buổi như thế này hoặc qua gián tiếp bằng băng đĩa. Nhưng Minh Kiệt cũng không có gì để chia sẻ về Ngài nhiều hơn nữa, và để không làm mất thời gian, xin được cung kính mời Đại Đức Giảng Sư để bắt đầu thời pháp đàm chiều hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa quý vị Phật tử cùng các thiện nam tín nữ đang có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Và đến giờ phút này, trong tay của Minh Kiệt đang nhận rất nhiều những câu hỏi của tất cả quý Phật tử, các thiện nam tín nữ đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Và những điều khát khao, những điều chờ mong về Phật Pháp, về con đường hướng thiện của tất cả quý Phật tử sẽ được giải đáp trong ngày hôm nay. Và chúng tôi tin rằng
Chính những lời chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư sẽ làm cho tất cả quý vị hài lòng. Và bây giờ chúng tôi xin được phép bắt đầu chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Và bây giờ xin được đến với câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được rõ điều nguyện thứ 8 trong Kinh Dược Sư: nguyện cho tất cả chúng sanh chuyển nữ thành nam, đủ tướng trượng phu, tu chứng đạo vô thượng, vậy nữ không tu được phải không hả Thầy? Câu hỏi thứ hai: trong cuộc sống có nhiều quan niệm và ý kiến khác nhau về phước đức. Qua câu chuyện của gia đình chúng con, trên đường đi lễ chùa, ba của con có đem theo 300.000 đồng để cúng dường. Nhưng khi gặp một người bị nạn giữa đường đang cần sự giúp đỡ, với số tiền chừng ấy, nhưng ba bảo phải đem cúng chùa. Các cháu thì không đồng ý với suy nghĩ, bởi vì cứu một người bằng xây 10 cái chùa. Chúng con không biết phải làm sao để phân biệt đúng sai, trước sau, trong cách hành xử cho đúng với đạo lý của một con người. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho chúng con. Câu hỏi thứ ba: kính bạch Thầy, những người đẹp đi hộ pháp cho quý Thầy là có tội phải không? Cho nên quý Phật tử thường không cho mấy cô trẻ đẹp đi theo hộ pháp quý Thầy phải không? Câu hỏi thứ tư: kính bạch Thầy, cho con hỏi, trong lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ, nhưng con chưa hiểu tại sao bố thí đưa lên hàng đầu, nhưng theo đạo Phật là phải từ bi, trí huệ, mong Thầy chỉ dạy cho con. Và câu hỏi thứ năm: thưa Đại Đức, theo giáo lý của Phật, sau khi chết, chúng ta sẽ tái sinh theo nghiệp cảm trong 49 ngày. Vậy thì các trung tâm áp vong, các tỉnh thành gọi hồn cho các vong linh liệt sĩ, có đúng sự thật như vậy không? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, trước hết là Thầy xin chân thành cảm ơn các câu hỏi của các vị. Phần lớn các câu hỏi của các vị nó rất là thiết yếu. Mặc dầu nó không phải là một cái gì sâu sắc, nhưng mà đó là một quan điểm nhận thức trong đời thường mà chúng ta là những người cư sĩ Phật tử thường mắc phải. Sở dĩ Thầy có những cái buổi pháp đàm như thế này, tức là Phật Pháp Vấn Đáp, để cho chúng ta muốn bày tỏ những cái nghi vấn, những cái vấn nạn mà trong đầu của chúng ta dường như chưa được thỏa mãn với những cái suy nghĩ của mình, hoặc là một vài vấn đề mà chúng ta chưa tìm hiểu được, hoặc những người có thể đã từng giải đáp cho các vị nhưng mà các vị cũng vẫn chưa thỏa mãn. Thì từ những cái đó, Thầy muốn nói với các vị là cái thời Phật Pháp Vấn Đáp nó quan trọng, mà quan trọng phần lớn là với cá nhân. Có thể câu hỏi của chúng ta là vấn nạn của rất nhiều người, nhưng mà nó sẽ đáp ứng được nguyện vọng của chúng ta đang là. Những cái bài giảng của Thầy đến với tất cả các vị thì được đó, nhưng mà bài giảng có lệ thuộc tính chủ quan từ nơi Thầy. Khi chủ đề Thầy được đặt ra, có nghĩa là Thầy đã nhận thức và nhìn nhận một góc độ nào đó, Thầy chia sẻ. Rất có thể trong hội trường có những người cũng thấy là đồng cảm, nhưng có những người nó cũng không được đồng cảm, là những quan điểm trong bài giảng này đôi khi đó là cái suy nghĩ của Thầy, nó chưa phải là cái tất cả. Thành ra trong những cái nơi giảng mà nếu có thời gian sẽ được tạo điều kiện cho các Phật tử phải hỏi như thế này. Mà các Phật tử đã có tư duy, có động não,
để hỏi thì điều quan trọng. Các vị hỏi, học là phải hỏi. Nhớ câu đó không? Thường thường chúng ta hay nói câu là học làm sao? Học hỏi. Cái kẻ nào vô trong lớp mà học thụ động không thể là học giỏi được. Và trên cuộc đời này, ai chưa bao giờ có những vấn nạn và câu hỏi trong đầu cũng không thể trở thành vĩ nhân được. Các vị nên biết rằng ngày xưa Newton đã từng có một câu hỏi rất là ngộ kỳ trong đầu mình để trở thành một nhà bác học vĩ đại trên thế giới. Đó là câu hỏi gì? Tại sao trái táo rơi xuống mà không rơi lên? Cái điều này muôn trăm ngàn đời thiên hạ đã từng nhìn thấy cái trái rơi xuống đất rồi, đúng không? Nhưng mà có ai bao giờ suy nghĩ là hỏi cái câu này là: ủa tại sao cái trái đó, cây đó và vật đó, nó tại sao rơi xuống mà không rơi lên? Đâu có ai hỏi. Và nếu câu hỏi này được đặt ra, người ta nói này ngớ ngẩn là vô duyên, cái cây phải rớt xuống chứ không rớt lên vậy, ví dụ vậy. Nhưng mà nếu tin lại nói những câu mà chúng ta cảm thấy vô duyên như vậy, trong cuộc đời ông tự hỏi là: ủa cái trái cây này sao nó rớt là buộc lòng nó phải rớt xuống đất? Câu hỏi rất là ngớ ngẩn, nhưng mà câu hỏi để trở thành một nhà bác học, để khám phá ra được một cái quy luật vô cùng quan trọng, đó là lực hấp dẫn. Một khám phá này vô cùng tuyệt vời để giúp cho chúng ta có những phương tiện tuyệt vời hôm nay là phi thiền, tàu bay, quả tiễn, tất cả mọi thứ đi vào không gian. Xin thưa các vị, đi ngược về dòng thời gian lịch sử, hơn 2.500 năm về trước, chúng ta thấy một người vô cùng tuyệt vời để đặt câu hỏi cho chính mình. Đó là tại sao con người vốn có sanh, già, bệnh và chết? Ủa tại sao bao nhiêu đời con người người ta sanh ra, già và chết đi? Một sự thật rất là hiển nhiên. Nhưng mà tại sao Đức Phật phải đặt một dấu hỏi? Và nếu chúng ta là một người bình thường cũng có thể cho rằng một câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn. Một sự thực nó là như vậy thì tại sao lại phải hỏi? Và cũng chính câu hỏi ngớ ngẩn ngày xưa trong quan niệm rất phàm phu và tầm thường của chúng ta suy nghĩ đó, mới có một vị Phật và mới có một học thuyết tuyệt vời cho đến bây giờ. Như vậy một con người học Phật hoàn toàn thụ động, như một con mọt sách, như một phiên bản, chưa bao giờ vấn nạn và đặt lại vấn đề trong chính lòng mình. Và bất cứ một vấn đề nào chúng ta tùng phục như là một cái con rối, thì xin thưa các vị, người đó không bao giờ trưởng thành và tiến bộ được. Cho nên bất cứ một vấn đề gì chúng ta phải động não, phải suy nghĩ. Có thể một điều đó là tại sao. Cái điều tại sao này nó làm cho chúng ta thôi thúc để chúng ta có một suy nghĩ, để chúng ta có thể trở thành một nhà tư tưởng hay là những cái phát minh đại tài từ những câu hỏi này. Sự học mà học cặm cụi học như một học vẹt không thể nào giúp cho các vị trở thành một nhà bác học hay là con người đại tài trên cuộc đời được. Xin thưa các vị, Việt Nam chúng ta rơi vào trong trường hợp này. Việt Nam chúng ta khi đi học nước ngoài, phần lớn để gọi là điểm số trên lớp thì dường như là các học viên trên thế giới khó ai có thể cao điểm hơn người Việt Nam. Nhưng mà tại sao người Việt Nam cho đến ngày hôm nay chưa có một ai nhận được một giải Nobel về phát minh nào, trong khi học là lúc nào cũng có cái danh dự trên thế giới? Tại vì chúng ta học mang tính cách học vẹt, học học đường, học chưa bao giờ có một sự ứng dụng, và học nó không mang cái tính cách như một câu hỏi lớn. Xin thưa các vị, vì vậy trong quan niệm học Phật của chúng ta cũng vậy. Chúng ta học cần phải suy tư, có thể điều đó Phật nói, có thể điều đó quý thầy giảng dạy, và thậm chí điều đó là tôi trình bày. Nhưng các vị cũng phải là đặt vấn đề là tại sao thầy lại trình bày điều đó như thế? Có thể các vị về căn bản các vị cho là hợp lý. Nếu chúng ta hiểu chưa tới nơi tới chốn, chúng ta có quyền đặt một vấn đề, tại sao vấn đề đó được lý giải như vậy? Ở đây chúng ta có quyền bình đẳng trên vấn đề hỏi và đáp, tôn trọng lẫn nhau là được. Không phải hỏi mang tính cách xúc phạm. Học là hỏi là điều đương nhiên. Và tất cả trường lớp nào cũng vậy, cho chúng ta một cái lối mở để chúng ta có thể tìm hiểu một vấn đề cho cặn kẽ. Nếu không được hỏi, có thể rằng chúng ta không thể tìm hiểu đến nơi đến chốn cặn kẽ một vấn đề. Vì vậy cái thời chia sẻ Phật Pháp, gọi là Phật Pháp vấn đáp, nó rất là cần cho những người Phật tử có những cái vấn đề tu học nó còn bị cái gì lấn cấn đó, hoặc là nhận thức về Phật học nó còn giới hạn chỗ nào đó, thì các vị có thể viết trình bày, có thể các vị hỏi trực tiếp với tôi, cũng có thể các vị viết qua giấy để gửi cho MC, và tùy nghi trong thời gian cho phép để đến với các vị những câu hỏi này.
Và tôi xin thưa trước với các vị, tôi không phải là một bộ bách khoa từ điển toàn thư sống. Vì vậy cho nên kiến thức của con người ai cũng có sự giới hạn của nó. Kiến thức trên cuộc đời này là mênh mông như biển lớn, mỗi người chúng ta đều học như con muỗi uống nước biển mà thôi. Vì vậy tôi sẽ chia sẻ với các vị những gì tôi đã được học và những gì tôi được biết. Còn những gì chưa được học và những gì chưa được biết thì có những hoàn cảnh và những câu hỏi như thế, thì sẽ có thể là trả lời sau, hoặc là tôi thưa hỏi lại các bậc tôn túc rồi chia sẻ với các vị sau. Giờ này bắt đầu chúng ta đi vào trong từng câu hỏi một. Câu đầu tiên, xin Thầy Quang Hỷ giải thích cho con được rõ điều nguyện thứ 8 trong Kinh Dược Sư: nguyện cho tất cả chúng sanh chuyển nữ thành nam, đủ tướng trượng phu, tu chứng đạo vô thượng. Vậy thì nữ không tu được phải không? Tôi không biết nữ tu có được hay không, mà tôi thấy hội trường này 80% là nữ. Có phải vậy không? Như vậy nếu nói nữ tu không được thì ở trong đây nữ này là nữ gì? Hả? Cho nên ở đây các vị phải hiểu, trong cái câu kinh của Kinh Dược Sư thật ra không phải là kinh nguyên thủy, mà kinh do quá trình phát triển, và kinh này đáp ứng tùy thời, tùy nhu cầu của mỗi quốc gia. Và chúng ta có thể khẳng định được rằng kinh này rất có thể xuất phát từ các vị tổ của Trung Quốc. Mặc dù các kinh điển chúng ta hành trì đọc tụng, cho dù lời Phật nói hay là những bản kinh này do các tổ sáng tác, đều có công đức với chúng ta, chúng ta không phủ nhận về cái tính cách hành trì của nó. Nhưng mà tôi muốn nói, một bản kinh Dược Sư có thể đáp ứng tùy thời. Rất có thể trong một thời điểm đó, người nữ trong một chế độ phong kiến bị rất nhiều hạn chế khổ đau, hoặc là có thể chúng ta bị thiệt thòi bởi nhiều mặt, và người nữ có một khát vọng rất muốn giải phóng bản thân mình ra khỏi một hoàn cảnh phong kiến nào đó. Chúng ta nhớ kỹ, Việt Nam chúng ta cũng từng trải qua những thời kỳ phong kiến, và những người nữ Việt Nam phải chịu thiệt thòi chịu thiệt thòi rất nhiều. Trong khi trai thì 5 thê 7 thiếp, mà nữ 9 chiên gì con chồng, bất công ghê gớm. Thành ra người ta mới cảm thấy rằng người nữ bị chèn ép và bất công. Mà đó là một quy định trong một giai đoạn của một xã hội, người nữ không có quyền lớn tiếng và giải phóng được cho chính bản thân mình. Vì vậy sự khát cầu là: ước gì tôi sẽ là đàn ông, tôi sẽ như thế, như thế, như thế. Và chính cái này tôi nghĩ đáp ứng nhu cầu và chỗ nương tựa tâm linh cho những người phụ nữ thời bấy giờ. Và nó đã trở thành những văn bản kinh điển. Còn thật ra, xin thưa các vị, để gọi là nữ tốt hay là nam tốt, chưa chắc ai tốt. Một người con gái cũng có trở thành những con người vĩ đại, những con người có ý nghĩa và giá trị trên cuộc đời. Và bên cạnh cuộc đời cũng có những cái gã nam vô tích sự, phá hoại xã hội, phá hoại gia đình và làm gánh nặng cho một gia đình xã hội nào đó. Như vậy dựa vào thân nam hay là thân nữ để xác định giá trị, ý nghĩa và sự tu tập của một con người thì hoàn toàn không hợp lý đối với vấn đề Phật Pháp. Bởi vì trên quan niệm của Phật giáo, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh và sẽ thành Phật. Vì vậy nam có phải là chúng sinh không? Vậy nữ là gì? Thì cũng là chúng sinh. Thì sao? Thì cũng có Phật tánh. Rồi sao? Cũng sẽ thành Phật. Và Kinh Pháp Hoa đã minh chứng điều này. Kinh Pháp Hoa đã lấy ra hình ảnh của long nữ là một loại súc vật, là rồng cái, có khả năng thành Phật, thậm chí thành Phật trước một người giác ngộ trí tuệ đệ nhất trong Phật giáo, đó là Ngài Xá Lợi Phất. Và vì vậy cho nên chính cái bản thân của long nữ trong Kinh Pháp Hoa đã chứng minh rằng người nữ cũng có khả năng thành Phật. Và các vị nên nhớ, nhìn lại lịch sử của Phật giáo, trong 10 đại đệ tử của Đức Phật là 10 vị thánh tăng, thì bên cạnh đó cũng có 10 vị thánh ni, thập đại đệ tử của Đức Phật cũng có khả năng tương đương như các bậc thánh tăng. Như vậy chúng ta không có còn ngại ngùng gì khi mà chúng ta thấy rằng tại sao trong kinh có ước nguyện để trở thành nam tử. Xin thưa các vị, ai mà có ý nguyện như thế này, đời con làm nghiệp thân nữ nó có những cái khổ đau, có những cái giới hạn này kia quá, con nguyện làm sao đời sau con sẽ tái sanh trở thành một người đàn ông đi tu như quý thầy này kia kia nọ,
một câu nói như vậy không có đầy đủ trí tuệ. Thay vì nguyện làm đàn ông sao nguyện thành Phật cho rồi à, chúng ta hiểu không? Ủa mắc gì phải tốn ra một kiếp để trở thành kiếp đàn ông? Lỡ một kiếp đàn ông chả ra gì thì sao? Rồi lúc đó quay trở lại đàn bà nữa hả? À. Xin thưa các vị, cho nên thay vì chúng ta nguyện đàn ông, sao chúng ta không nguyện một đời chúng ta giải thoát? Hay là thay vì nguyện đàn ông, sao không nguyện một đời thành Phật? Như vậy cần gì phải trải qua một giai đoạn của đàn ông? Những suy nghĩ như thế này nó chỉ là thức thời với những hoàn cảnh của thân nữ nào đó, nó bị một số giới hạn về thiệt thòi. Trên nguyên tắc về tâm sinh lý học thì dĩ nhiên người phụ nữ có những cái mặt hạn chế so với nam giới, đây là điều đương nhiên, về sức lực hay là về vài cái mặt khác. Nhưng không có nghĩa là do mặt hạn chế người nữ chúng ta không có khả năng thành Phật, cũng như không có khả năng đóng góp vào xã hội này. Các vị thấy nhiều quốc gia trên thế giới như nước Anh vẫn còn nữ hoàng mà. Và chúng ta đã thấy rằng tất cả những người nữ, thậm chí trong triều đình phong kiến của Trung Quốc cũng như Việt Nam, cũng đã từng có những người nữ đóng vai trò như một người làm vua để lãnh đạo đất nước mà. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên vì vậy tôi nghĩ trong câu kinh này nó mang cái nghĩa là cái tướng trượng phu là tướng nam này không mang cái nghĩa là thân phụ nữ hay là thân nam giới, mà tướng trượng phu là nguyện cho làm sao con bỏ được sang tham ích kỷ, con trở thành một người trượng phu. Cái trượng phu không mang nghĩa nữ hay là nam. Trong đầu của một con người nếu rộng lượng, bao dung, thứ tha, từ ái, tất cả những người này là cái đầu của trượng phu. Còn một đầu đàn ông mà ích kỷ, sang tham, ganh tị, hẹp hòi cũng là cái đầu của nữ giới à, có phải vậy không? Cho nên ở đây mang tính cách trượng phu thành nam này không mang cái nghĩa là thân nam hay là thân nữ, mà làm sao tất cả chúng ta đều có thể trở thành thân tướng của tâm hồn của một con người đại trượng phu, là sống vì nghĩa, vì lợi ích, rộng lượng, thứ tha, bao dung. Tất cả những cái này người ta liệt vào cái quan điểm của một nam tướng trượng phu à, chứ đừng nghĩ nam là phải là một thân của đàn ông. Nếu thân đàn ông cũng ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhen thì đó cũng là thân đàn ông mà cái đầu là phụ nữ, có phải không à, thành ra ở đây nữ hay nam nó mang cái nghĩa như một tương đối. Còn quan điểm kinh điển, nếu có một đầu óc rộng lượng, bao dung và từ bi như thế thì cho dù một thân xác người nữ cũng vẫn là tướng của một nam tướng trượng phu theo quan điểm của kinh điển. Vì vậy đây là một phương pháp để giúp chúng ta, thứ nhất là để chúng ta có cái nhìn khác biệt hơn à, đừng có quá lệ thuộc vào thân tướng của một người phụ nữ hay là một người nam giới thông thường, mà phải làm sao đào luyện chúng ta để trở thành cái tướng trượng phu theo quan niệm của Phật Pháp. Để kết thúc câu hỏi này, tôi chia sẻ với các vị có một giai thoại, đó là giai thoại thiền của Ngài Triệu Châu. Xin thưa các vị, trong giai thoại thiền này, chắc là các vị nghe những bài giảng tôi, các vị cũng đã từng có nghe qua. Đó là một bà già, bà đến gặp Ngài Triệu Châu. Bà nhờ Ngài Triệu Châu hãy nguyện giùm cho bà, bởi vì bà nói như thế này: con làm thân nữ mệt mỏi, cả một cuộc đời vất vả, chịu hạn chế đủ điều, cho nên làm sao con nhờ Hòa Thượng nguyện giúp cho con để trở thành thân tướng của một nam trượng phu trang nghiêm, để mà tu hành, để mọi thứ được an lạc, thảnh thơi hay là được lợi lạc hơn. Thì Hòa Thượng Triệu Châu Ngài cũng gật đầu: được rồi, tôi sẽ nguyện giúp bà. Thì khi Hòa Thượng dẫn bà già lên chánh điện, thì Hòa Thượng mới nói với bà già câu thế này: tôi nguyện như thế nào, bà hãy nguyện theo tôi như vậy để giúp cho ước nguyện của bà được thành. Thì lúc đó Hòa Thượng Triệu Châu mới nguyện trước, đó là con nguyện với mười phương chư Phật à, làm sao cho tất cả những thân nữ ở trong cuộc đời này người ta đều trở thành thân tướng đại trượng phu trang nghiêm, còn riêng của bản thân già này sẽ mãi mãi là một cái thân nữ tỳ chịu lao khổ trong cuộc đời này. Bà già nghe tới đó bà khiều Hòa Thượng Triệu Châu: này Hòa Thượng, ông có lộn không? Bà nói: ông có lộn không? Tôi hồi nãy tôi nói với ông rằng á, tôi nguyện làm sao cho cái thân của tôi nè, nó được trở thành thân tướng trượng phu trang nghiêm, còn cái chúng sinh nữ mặc kệ nó chứ dính dáng gì đến tôi, bắt tôi nguyện cho nó. Thì lúc đó Hòa Thượng mới quay sang, mới chắp tay xá bà lão một xá. Hòa Thượng nói rằng bà sẽ mang thân nữ suốt đời. Các vị nghe qua giai thoại này, các vị hiểu điều gì?
Nếu tâm hồn như thế, cho dù nằm trong thân người nữ cũng vẫn là một đại trượng phu. Bồ Tát Quan Thế Âm có phải là đại trượng phu không? Là đại trượng phu. Như vậy ở đây chúng ta hiểu được câu kinh này một cách rất rõ ràng về mặt lịch sử cũng như về triết lý của nó. Câu kinh này tôi xin khép lại tại đây. A Di Đà Phật. Câu thứ hai, trong cuộc sống có nhiều quan niệm và ý kiến khác nhau về phước đức. Qua câu chuyện của gia đình, trên đường đi lễ chùa, ba của con có đem theo 300.000 để cúng dường. Nhưng khi gặp một người bị nạn giữa đường đang cần giúp đỡ với số tiền dường ấy, nhưng ba bảo phải đem cúng chùa, các cháu thì không đồng ý với suy nghĩ của một người. Suy nghĩ cứu một người bằng xây 10 chùa, chúng con không biết phải làm sao để phân biệt. Cái này có thiệt ra hay tự đặt đây? Tự đặt. À gì? À, rồi vậy là có người thú nhận là hoàn toàn tự đặt. Bởi vì khi thầy đọc ra, thầy nghĩ ít khi nào có một sự trùng hợp mà một cách nó khớp như thế này. Dĩ nhiên là cái này đưa ra như một giả dụ cần phải giải đáp, nhưng giả dụ này nó cũng rất là hợp tình hợp lý, cho nên thầy trả lời. Đúng ra trên nguyên tắc trả lời, cái gì giả dụ thì phải đưa ra bằng giả thiết. Đã là giả thiết thì không thể lấy cái thật để đáp cho cái giả thiết được. Nhưng câu hỏi này giả thiết nhưng mang cái nghĩa rất thật, phản ánh rất thật cái việc giữa cuộc đời. Nhưng trước khi giải quyết vấn đề này, thầy sẽ chia sẻ với các vị một câu vô cùng mà lầm lạc mà mọi người từng quan điểm. Cái câu thứ nhất là dù xây chín đợt phù đồ, có phải không? Không bằng cái gì? Làm phước cứu cho một người. Nếu nói như vậy có nghĩa là xây chín kiển chùa và cứu một người thì cứu một người sẽ có giá trị hơn. Cái câu này người ta bị mắc phải và lầm lạc vô cùng. Cái câu này người ta đem ra để người ta phải đổi lại cái vế của ở chùa, phải suy nghĩ rằng cái mục đích chính của câu này là cứu người là điều quan trọng, có phải vậy không? Như vậy chùa có cứu người không? Một ngôi chùa chẳng những cứu một người mà cứu hàng triệu người nữa. Cái giá trị của câu này nói lên rằng, để mong rằng các chùa cần phải làm việc cứu người. Và nếu chùa đã làm việc cứu người thì một người này chẳng đáng là bao. Nếu các vị đem cứu một người ăn nhậu ma túy xì ke vân vân thì người đó để được lợi lạc gì cho cuộc đời? Cho nên ở đây cái mục đích cứu ở chỗ là cứu một con người. Nếu đó là một nhà bác học thì như thế nào? Nếu ngày xưa nàng Su Già Ta vì cái sự sống của Đức Phật mà nàng Su Già Ta cứu Đức Phật như vậy, cho dù có một giả thiết cho rằng là ngày hôm đó nàng Su Già Ta đem sữa này vào trong rừng để tế thần, nhưng mà trên đường đi ngang gặp một cái vị khổ hạnh sắp chết bên bờ sông Ni Liên Thiền, cho nên nàng mới lấy sữa này đem đút cho Phật, tức là cho Đức Thích Ca Mâu Ni mà còn làm nhà khổ hạnh đó. Thì sau đó nhờ bát sữa đó mà Đức Phật tỉnh lại. Như vậy nếu cái bát sữa đó để cứu được một nhà khổ hạnh như Đức Phật thì cái công đức này nhỏ hay lớn? Vô cùng lớn. Như vậy thì cứu một người mà phải người nào? Và vì vậy ở đây bất cứ một ngôi chùa nào có mặt trên cuộc đời, người ta từng nói là xây được một ngôi chùa thì bớt đi một khám đường, một nhà tù. Như vậy chùa mang tính cách là giáo hóa tất cả mọi người, và nhờ có ngôi chùa đó làm cho con người biết tu học, cuộc sống hạnh phúc an lạc, hiền thiện và giúp đỡ cuộc đời nhiều hơn. Và đôi khi nhờ chùa mà tất cả những mạnh thường quân, những Phật tử, những nhà giàu có, những người hào phóng biết được Phật Pháp, biết được giáo lý từ bi, biết giá trị cuộc đời, người ta mới đem của cải ra ban tặng cho cuộc đời. Thì chẳng những cứu một người mà cứu còn hàng triệu người khác nữa. Cái này các vị thấy giá trị của câu đó không mang cái nghĩa là xây chín ngôi chùa không bằng giá trị cứu cho một người, mà người ta muốn đưa ra hình ảnh của một người đó để thấy rằng nếu chùa làm được việc lợi ích cho chúng sinh như thế thì giá trị của ngôi chùa vô cùng lớn. Chứ không phải là đem cái tiền đó cứu cho một người mà đi sánh với rằng là xây chín ngôi chùa không có giá trị. Nếu xây chín ngôi chùa làm cái nhà kiển chơi thì không có giá trị cho dù cứu một người. Tại vì xây cái ngôi chùa không có ý nghĩa gì với dân tộc hết á.
Xây một ngôi chùa cũng không giúp đỡ được ai tu hành gì hết á. Xây cái ngôi chùa cho một ai đó để thỏa mãn được rằng ta cũng có chùa cao Phật lớn, ai có ta cũng có. Như vậy cái có như thế này vô nghĩa. Có như thế này để tốn kém biết bao nhiêu tiền của đàn na mà không có ý nghĩa đóng góp và xây dựng cho cuộc đời. Như vậy người ta nói ra để hạn chế tối đa rằng xây một ngôi chùa mà để làm kiển chơi như thế này, để cho thỏa mãn bản ngã của một cá nhân nào đó về việc làm này, thì cái việc đó không có ý nghĩa. Còn đích thực xây được một ngôi chùa là để cứu giúp biết bao nhiêu tâm hồn của chúng sinh đau khổ. Các vị hiểu chỗ này không? Nó làm cho chúng ta hiểu được điều gì? Như vậy trên nguyên tắc này chúng ta phải thấy được rằng cái việc giúp đời là mục đích của đạo Phật mà. Đức Phật ngày xưa đã từng từ bỏ hết tất cả mọi thứ sang trọng nhu cầu của cuộc đời để vì chúng sinh mà. Như vậy sự có mặt của một tu viện, của một ngôi chùa, nếu không làm được lợi lạc cuộc đời thì chúng ta phải đặt một dấu hỏi ngay cho chỗ này. Cho nên câu này để làm hạn chế tất cả những người mà xây chùa vì thỏa mãn bản ngã mà không làm lợi ích đó, thì cái này cô phải xét lại. Chứ không phải tất cả những ngôi chùa mà đem so sánh như vậy thì không có đúng. Chúng ta nhìn thấy tất cả ngôi chùa tại Nha Trang của chúng ta không? Sự đóng góp rất lớn xây dựng cho cuộc đời, đáp ứng những nhu cầu của quần chúng như thế nào, thì chúng ta cứ tự so sánh ra là biết. Như vậy thì trở lại một vấn đề, chúng ta phải thấy rằng khi mà dùng 300 ngàn này đi cúng chùa mà gặp một người lâm nạn, trên nguyên tắc chúng ta có thể làm bất cứ một việc gì mà có thể có lợi ích thiết thực, việc này không có lỗi. Tôi đã từng kể cho các vị một câu chuyện là ngày xưa có một vị cư sĩ vì kính trọng Đức Phật cho nên có đến xin với Đức Phật rằng là trưa ngày hôm sau là xin được cúng dường buổi ăn trưa cho Đức Phật. Và ngày hôm sau đang trên đường mà mang thức ăn đó đến cúng dường Đức Phật, mà trên đường đi đó có gặp một con chó đói sắp chết nằm bên đường. Và vị này bằng lòng từ bi vô hạn, quên đi cái việc của mình đang là, đã đem thức ăn đó đút cho con chó đói này được sống. Và sau khi xong rượt mới tỉnh ngộ lại rằng giờ này đã quá giờ đem mang thức ăn cho Phật, và thật ra thức ăn này là đến cúng dường Đức Phật. Cho nên vị này mới chạy riết về tu viện, mới gặp Đức Phật và dập đầu xin sám hối là con đã có lỗi, đã để Đức Phật là phải bị đói ngày hôm nay. Vì trên đường con đi như vậy, con thấy con chó đói như vậy, con động lòng từ tâm, cho nên lúc đó tại sao con quên đi hành động của mình đã hứa với Đức Thế Tôn, và con đã đem tất cả những thực phẩm cúng dường Đức Phật, con đã ban tặng cho con chó đói này rồi. Đức Phật tươi cười và nói với anh ta một câu: bố thí chúng sinh là cúng dường chư Phật. Nếu con làm được việc đó là công đức cũng vô lượng vô biên, như cúng dường ta ăn một bữa hôm nay, việc đó không có gì là có lỗi. Như vậy thì trên nguyên tắc ở đây, cúng chùa là việc cả đời của chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào. Có thể hôm nay một hoàn cảnh này chúng ta có thể không làm là gì, gặp một sự cố, nhưng mà rồi chúng ta sẽ làm. Nhưng sự cố này chúng ta không làm hôm nay, rất có thể ngàn đời ân hận, chưa chắc gì sau này có thể làm được việc này. Cho nên người học tu không có máy móc, không có công thức, tùy hoàn cảnh mà linh động mà làm, và không đem những điều đó ra cân đo đong đếm như một sự kết tội. Việc cất chùa, việc cứu người, việc nào cũng cần thiết. Nếu không có những ngôi chùa thì làm gì chúng ta biết đạo lý để cứu người? Nói thẳng ra là như vậy. Nếu chúng ta không có học tu thì làm gì biết san sẻ một cách từ tâm? Chắc chắn là như vậy. Vì vậy cái nhân, cái quả, cái duyên của nó là một quá trình cộng hưởng. Chúng ta đừng lấy câu đó ra như một cái việc để gọi là xây chùa không tốt bằng cứu người. Cho nên tôi nói thật các vị, thỉnh thoảng các bài báo hay viết lên là xây dựng công trình này làm lợi ích cái kia, thì có một số người hay email và nói rằng sao đất nước mình còn nghèo, không lo cứu giúp này kia kia nọ. Cái câu này trở thành máy móc. Không có một quốc gia nào có thể giải quyết tất cả những cái vấn đề của người nghèo một cách triệt để cả. Cái nào cho người nghèo là cho người nghèo, còn cái chuyện phát triển của một xã hội là phát triển xã hội. Các vị đem hết tất cả tài sản của ngân hàng trên đất nước Việt Nam này, các vị trang trải cho hết những người nghèo Việt Nam để giải quyết vấn nạn đó, thì người nghèo Việt Nam cũng vẫn nghèo mãi mãi, và đất nước Việt Nam sẽ không bao giờ ngóc đầu với thế giới được. Cho nên chúng ta đừng có quan niệm là nói đến người nghèo, chúng ta nói bằng cái miệng. Sự thật, cái gì của người nghèo là ban tặng chia sẻ người nghèo, cái gì phát triển là phát triển. Nhờ cái phát triển này mới cứu được người nghèo, chứ không phải đem tất cả để cứu người nghèo mà phát triển được. Nhớ kỹ là như vậy.
Chúng ta phải hiểu rằng những cái cách nói suông như thế đó, có những người nói để nói chứ không phải ăn mang cái nghĩa, nói bằng tư duy, bằng thiết thực. Ở đây không phủ nhận cái quan điểm tốt đó, nhưng mà quan điểm này nó xuất phát từ lòng từ bi, hay là nói để vấn nạn người ta, nói để bắt nhạt người ta, trong khi thực tế không bao giờ làm được, và bản thân người đó cũng chưa bao giờ làm. Cho nên đây là một vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ để hiểu thêm. Có người thấy xây chùa cái nói, ô, chúng sinh giờ đang nghèo khổ này kia kia quá, mà xây cái chùa cho hung. Một câu nói này vô cùng hàm hồ, hoàn toàn là hồ đồ, không có một suy nghĩ đầu óc chúng ta như thế. Nhưng mà biết đâu xây được một ngôi chùa như thế này, nó sẽ tập hợp được biết bao nhiêu những mạnh thường quân có lòng tốt, và lúc đó cái ngôi chùa này sẽ làm được hàng khối những người nghèo đau khổ cần nương tựa thì sao. Cho nên ở đây chúng ta nói, chúng ta phải hiểu những người đã làm nên một xã hội tốt hay là xây dựng cuộc đời, cái đầu óc người ta tuyệt vời lắm, không đơn giản máy móc như chúng ta nói suông như vậy đâu. Cho nên chúng ta nên nhớ, đừng có cái gì cũng nói người nghèo người nghèo, đó là bia miệng. Đó là bia miệng, không phải là thực tế. Cái thực tế người ta đang làm chúng ta không hiểu nổi đâu. Và nếu không có những tầng lớp, những người phát triển đầu óc vĩ đại như thế này, thì ai cứu giúp người nghèo? Và trì trệ hết, vì những người nghèo mà trì trệ hết tất cả những công việc của một đất nước, thì đất nước làm sao phát triển? Và cả người nghèo cũng chết luôn, ai cứu họ? Phải có những người phát triển đất nước mới cứu được những người này chứ. Muôn đời chuyện đó là như thế, việc gì ra việc nấy. Đừng có cái gì cũng lấp lửng, người nghèo người nghèo, đó là tuyên bố cái miệng thôi. Tôi không thích những cái vấn đề chia sẻ vậy. Phải vấn đề chừng nào làm thực tế đi. Anh đem hết của cải anh ra đi làm được việc đó đi, anh hãy quay lại nói những cái điều này. Đừng có nói bằng cái miệng khơi khơi như thế đó, không có ý nghĩa. Và đạo Phật chúng ta cũng vậy. Đạo Phật làm sao phải sống và làm việc rất thiết thực, bằng cái việc có ý nghĩa trên cuộc đời. Dĩ nhiên cứu giúp người là cứu giúp người, phát triển văn hóa và truyền thống là phát triển văn hóa truyền thống. Đừng có lấp lửng như vậy, nó sẽ là cái điều để gọi là thiếu trí tuệ trong cái hành xử của tất cả các công việc. Tôi mong rằng người Phật tử không nên máy móc những cái này để chúng ta làm chướng nạn cho tâm thức chúng ta trên con đường tu học. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, những người đẹp đi hộ pháp cho quý thầy là có tội phải không? Có không? Hả? Xin thưa các vị, câu này tôi đã có trả lời với các vị trong Phật Pháp Vấn Đáp 6, đã trả lời rồi. Các vị có thể tìm lại, trong cái đó có một câu tương tự như thế này: người đẹp đi hộ pháp quý thầy là có tội. Các vị về nghe cái đó là sẽ có câu trả lời. Nhưng tôi nói đại khái được rằng trong cuộc đời này ai đi hộ pháp các thầy đều không có tội cả. Thậm chí người đẹp đi hộ pháp càng tốt. Nếu tôi đi hoằng pháp mà cả đội ngũ hoa hậu đi theo ủng hộ tôi, thì tôi sẽ biết rằng cả đội ngũ nam giới nó sẽ chạy thui thui ào ào. Như vậy cái này nó không có xấu. Xấu tốt là tại người chứ không phải là tại vấn đề đó. Nếu ở đây tôi đi hoằng pháp mà theo tôi cả một nhóm bại sụi thì các vị nghĩ sao? Thành ra cái vấn đề này các vị phải suy nghĩ lại, không có suy nghĩ một cái cách máy móc vậy. Còn các vị hay suy nghĩ như thế này: sợ người đẹp đi theo các thầy, rồi các thầy bị nhiễm tâm tu không được, này kia kia nọ, hay là thế này thế khác. Đó là tại chúng ta nghĩ. Trên cuộc đời này tu được hay không đó là việc của các thầy. Gạo để lên sàn cứ sàn, hột nào nhỏ cứ lọt. Không ai buộc và ép một người nào phải là như thế. Đó là tại tự chúng ta tự giả đặt ra. Còn quý thầy trên đường tu hành, nó giống như gạo để lên sàn, ai nhỏ cứ lọt. Thấy mình đủ bản lĩnh cứ đi, thấy mình không đủ bản lĩnh cứ ở nhà. Không ai bắt, và cái điều đó không lỗi phải gì cả. Tất cả chúng ta trên con đường tu là chúng ta là một con người phàm phu trên con đường giác ngộ. Cho nên tất cả những việc đó đừng quá khắt khe. Không khéo chúng ta loại trừ tất cả những cái cách đó, vô tình chúng ta tạo nên đạo Phật trở thành một nhóm bệnh hoạn và nghèo đói đi phụng sự Phật Pháp, thì làm gì được lợi ích cho cuộc đời. Chúng ta phải thấy như vậy. Đừng có những quan niệm do ai đầu độc chúng ta một cách bậy bạ như vậy. Thậm chí chúng ta có người đẹp đi theo chúng ta càng tốt, càng ủng hộ nhiều hơn nữa, để tạo một cái thế lực. Bởi vì đẹp là điều ngưỡng mộ của tất cả mọi người. Mà một người đẹp còn đi theo phụ các thầy được, thì những người xấu cảm thấy sao? Đẹp mà người ta còn được thì mình sẵn sàng, có phải không?
Chứ chúng ta đừng có quan niệm lệch lạc rồi biến đạo Phật trở nên bệnh hoạn nghèo đói và xấu xí. Tất cả những cái điều đó chúng ta suy nghĩ sai lầm. Trước kia chúng ta cứ có một quan niệm như thế này. Chúng ta có quan niệm là già sắp chết mới đi tu, có phải không? Rồi thất tình chồng chê vợ bỏ như Lan và Điệp mới đi tu, có phải không? Bệnh hoạn ốm đói mới đi tu. Chúng ta biến lại cái ngôi chùa nó trở thành trại dưỡng lão, viện tâm thần và nơi tư vấn tâm lý tình yêu hay gì á. Chúng ta quan niệm như thế đó, chúng ta biến đạo Phật lại thành một cái xác chết, một cái xác không hồn, và làm cho tất cả những người khác người ta nhìn nhận một cách lệch lạc. Đây là tại quan niệm sai lầm của chúng ta. Chúng ta hôm nay tôi biết rằng điều này không còn cái quan niệm trong nhiều người nữa, nó chỉ là một cái sự giới hạn nào đó thôi. Các vị đã hiểu thoáng hơn rồi, đã mở rộng hơn rồi. Và điều này các vị nghe lại cái bài tôi chia sẻ Phật Pháp Vấn Đáp 6 tại chùa Ấn Quang, trong đó có câu trả lời rất đầy đủ và chi tiết. Tôi không nói thêm nhiều, câu này tôi xin được khép lại tại đây. A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, trong lục độ Ba La Mật bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, nhưng con chưa hiểu tại sao bố thí được đưa lên hàng đầu. Nhưng theo đạo Phật là phải từ bi trí tuệ, mong Thầy chỉ dạy cho con. Xin thưa các vị, các vị tự nói và các vị tự giải thích điều này luôn rồi. Khi các vị nói rằng nhưng theo đạo Phật thì phải nhìn cái gì trước? Nguyên câu hồi nãy các vị vừa nói là gì? Từ bi và trí tuệ. Như vậy từ bi đi trước trí tuệ hay là trí tuệ đi trước từ bi? Từ bi. Nhưng chúng ta nên nhớ, thật sự cho dù lục độ Ba La Mật liệt kê, thật ra trong sáu độ nó chỉ là một độ. Sáu độ hổ tương. Nếu không có bố thí thì không có trì giới, không có nhẫn nhục, không có tinh tấn, không có thiền định và không có trí tuệ. Tức là sáu độ này là sáu độ dung thông. Nếu các vị nói một cái gì tầm quan trọng đưa đầu thì tất cả những cái khác phải nằm ở dưới. Trong sáu này phải có cái một và cái sáu, chứ không lẽ sáu cái này mà một hết. Người ta phải liệt kê như vậy thôi. Thật ra lục độ này là hữu tương, không thể có cái này là không thể có cái kia. Có cái này nó sẽ có tất cả các cái kia. Các vị biết bố thí thì các vị sẽ có từ bi, các vị có trí tuệ. Xin thưa thật với các vị, tất cả các này là nó như thế. Tại vì người bố thí là người buông xả mà. Chữ bố thí nó đồng nghĩa với sự buông xả. Thì nó muốn buông xả nó mới có nhẫn nhục. Nó có nhẫn nhục, nó có bản lĩnh, nó có trí tuệ, nó mới có tinh tấn, nó mới có nhẫn nhục được. Và nó phải có trí tuệ, bản lĩnh, tinh tấn và nhẫn nhục, nó mới có sự buông xả này được. Chữ bố thí nó mang cái nghĩa là ban tặng và xả bỏ. Cho nên ở đây các cái độ này là nó dung thông. Đừng chia chẻ ra từng phân biệt một như vậy. Không phải được cái này nó mới có cái kia, mà nó có là có tất cả các pháp là như vậy. Một người có cái thái niệm buông xả một cách tốt đẹp không thể nào là người ngu si được, không thể nào người nhu nhược được, không thể nào là người yếu đuối được. Vì vậy chúng ta nghe lời cái bài giảng là làm bạn với ma, chúng ta sẽ hiểu được câu trả lời này. Và đại khái chúng ta đừng chia chẻ theo góc độ là cái gì trước và cái gì sau. Lục độ tuy sáu nhưng mà một, giá trị của nó là ở chỗ là Ba La La Mật. Chúng ta hiểu điều này, chúng ta nghe lại bài giảng lục độ Ba La Mật Thầy đã từng giảng. A Di Đà Phật. Theo giáo lý của Phật, sau khi chết chúng ta đã tái sinh theo nghiệp cảm trong 49 ngày. Vì vậy các trung tâm áp vong các tỉnh thành miền Bắc gọi hồn các phong linh liệt sĩ có đúng là sự thực không? Xin thưa, dường như tôi đã trả lời với các vị rất nhiều rồi. Nguyên tắc sau 49 ngày của bất cứ một chúng sinh nào tối đa là 49, chứ không phải là con số 49. Có thể là sau khi chết tái sanh liền, có thể 7 ngày, 14, 21 ngày, mà tối đa là 49 ngày. Tôi đã nói nhiều rồi. Sau khi tái sinh, theo học thuyết của Đạo Phật, chúng sinh sau khi chết tái sinh vào trong 6 nẻo, bao gồm trời, người, Atula, gì nữa, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Như vậy trong 6 đường này thì chúng ta phải biết rằng thế giới của chúng sinh ngạ quỷ là những thế giới không thân, thế giới của chúng sinh địa ngục là những thế giới không thân. Cho nên á, những người nói là gọi hồn hay là những chúng sinh sau khi chết còn phất vưởng chưa siêu thoát, cái đó nói sai lầm.
không phải chưa siêu thoát mà tái sanh vào những môi trường của ngạ quỷ và địa ngục. Vì vậy cho nên 1000 năm sau, nếu chưa giải quyết hết nghiệp chướng thì cũng không thể siêu thoát được, theo quan niệm là đã tái sanh nhưng mà tái sanh vào thế giới đó. Vì vậy các vị có nói là người này chưa tái sanh vào loài người hay là cái gì đó thì nó đúng, mà các vị nói người này chưa siêu thoát là sai. Người này đã siêu rồi đó, mà siêu ở cõi đó đó, siêu ở địa ngục, siêu ở ở ngạ quỷ, và những chúng sinh này chưa trả nghiệp hết thì đâu có thân, phải trở thành những chúng sinh dất dưỡng và ngạ quỷ, thì có hàng trăm vạn loài khác nhau trong tùy tình huống khác nhau. Cho nên ở đây các vị đừng quan niệm là 49 ngày nó không mang nghĩa như chính xác, không phải như vậy, hoàn toàn chính xác. Những chúng sinh sau 49 ngày vẫn còn vất vưởng một lý do nào đó, hoàn toàn họ tái sanh rồi mà tái sanh vào môi trường đó đó, là môi trường ngạ quỷ hay là môi trường của địa ngục, chúng ta nên nhớ là như vậy. Tôi nghĩ cái khả năng mà làm được những việc này, tôi nghĩ nó có một cái lý do gì thì đối với Phật học tôi không rõ lắm, nhưng tôi nghĩ tất cả những chúng sinh mà gọi hồn tôi nghĩ không thực tế, đối với quan niệm của tôi là không thực tế. Với hơn nữa cái quan niệm là dông dựa nhập này kia đó, tôi không tin chuyện này. Tất cả những người đó mang tính cách bệnh thần kinh thì chắc chắn hơn, còn để gọi là một ai nhập đó, không một chúng sinh nào có khả năng nhập vào một chúng sinh khác được. Mỗi chúng sinh đều có nghiệp riêng, nếu chúng sinh khác làm được việc đó thì cả trần gian này không có ngon người nào sống nổi với tất cả những loài ngạ quỷ đâu. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Và thật ra nếu chính xác một chúng sinh hoàn toàn có ai dựa nhập thì không cách nào chúng ta ở trên cuộc đời này có thể chữa trị hết cho người đó cả. Vì vậy ở đây quan trọng việc đó, người này là mang bệnh thần kinh. Trong thần kinh chúng ta có vô số nếp nhăn, và những nếp nhăn nào nó lệ thuộc vào cái bị tổn thương về điều đó thì người này sẽ có cái hướng nói chuyện theo như một thế giới của vô hình dựa nhập vào chúng ta. Rồi chúng ta kinh nghiệm dân gian, chúng ta cứ nghĩ giống như một chúng sinh của thế giới khác nhập vào. Xin thưa thật với các vị, không bao giờ có chuyện đó. Nếu có thế giới khác nhập vào, tại sao ở tất cả các nước khác không có mà Việt Nam chúng ta mới có? Nếu có là có tất cả chứ tại sao có ở Việt Nam? Và đã có thì bác sĩ nếu mà từng chữa trị hết thì cái này đâu phải dông dựa nhập. Dông mà dựa nhập thật lòng, bác sĩ nào mà có thể trị hết? Tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều, không có quan niệm tự kỷ ám thị. Đừng vì nghe ai đồn nóng nóng ở xương sống, ớn ớn vậy hen, rồi hơi nhức nhức đầu là ai dựa nhập mày đó này kia. Rồi cái người này mỗi lần nóng nóng nhức nhức đầu cái là tưởng đầu ai dựa nhập tôi rồi à. Và cứ cho mình tự kỷ ám thị, tự mình cho rồi tự mình mang bệnh. Có những người không bệnh tự quan tưởng bậy bạ trở thành người bệnh. Ở đây chúng ta tự làm khổ lấy chúng ta bằng những quan niệm sai lầm. Cho nên những người nào mà có nghĩ là vong dựa nhập là phần lớn là vậy, người này đã bị tật nguyền tâm lý một góc độ nào đó, thứ nhất. Thứ hai, người này đã từng có bị tổn thương thần kinh do quá trình mối quan hệ hay cái gì đó để xảy ra. Và thứ ba là người này đã từng đau khổ về một chuyện gì mà không lý giải được. Và một việc nữa là người này đã yếu thần kinh bẩm sinh từ thở nhỏ. Cho nên các vị có thấy phần lớn là phụ nữ bị cái này mà nam giới không bao giờ có không? Khi bị ma dựa nhập toàn là phụ nữ không, có phải không? Cho nên ở đây chúng ta phải để ý. Cho nên việc mà các vong hồn này kia về kêu gọi hồn rồi đó, đối với tôi nghĩ một kỹ xảo gì đó trong việc này. Không có một cái chúng sinh nào có thể làm được cái chuyện đó như vậy cả. Và chúng sinh sau khi chết là tùy nghiệp tái sinh theo quy luật như một chân lý rồi. Con người không ai đủ khả năng để can thiệp vào con đường tái sinh của bất cứ một ai trên cuộc thời này, của bất cứ một vong linh, một chúng sinh nào trong thế giới hữu hình hay là vô hình. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Vì vậy đối với việc của tôi, sau khi chết 49 ngày là chúng sinh đã tái sinh. Cho dù tái sinh là không thân cũng là một chúng sinh đã tái sinh. Ở đó có thể là môi trường địa ngục hoặc là ngạ quỷ. Cho dù 100 năm vẫn còn những hiện tượng của những chúng sinh sống vơ vẩn đó, nếu chưa được siêu thoát hay là chưa được tái sanh vào cõi người. A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn Đại Đức Giảng Sư đã cho câu trả lời trong 5 câu hỏi vừa qua. Và bây giờ Minh Kiệt không biết quý Phật tử có còn muốn Minh Kiệt hỏi thêm những câu hỏi tiếp theo không ạ? Vâng, và bây giờ Minh Kiệt xin được đến với câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Kính bạch Thầy,
theo luật nhân quả của đạo Phật, ai làm nấy chịu hoặc ai tu nấy đắc. Nhưng tại sao ông bà ta lại có câu cha ăn mặn, con khát nước, hoặc con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ? Xin bạch thầy hoan hỷ giải thích giùm con sự mâu thuẫn này. Câu hỏi thứ hai, kính xin thầy giải thích cho đại chúng được rõ hiện tượng bé Như Y thuyết pháp và chú tiểu chân tâm có phải là Bồ Tát thị hiện không? Câu hỏi tiếp theo, kính thưa bạch thầy, tại sao nói phiền não là bồ đề? Bạch thầy hãy giúp giùm con cách để giải phiền não khi bị phiền não nhiều mà không thể chuyển thành bồ đề được. Câu hỏi tiếp theo, xin bạch thầy giải thích đới nghiệp vạn sanh, đó là câu nói mang ý nghĩa khích lệ hay đúng như là lời dạy đới nghiệp sẽ được vạn sanh? Câu hỏi thứ năm, xin được giải thích Nam Tông Phật Giáo và Bắc Phái Phật Giáo. Nam Mô A Di Đà Phật. Các vị tin thử tôi phải không? A Di Đà Phật. Tôi xin chia sẻ với các vị trong năm câu hỏi tiếp theo này. Thứ nhất là câu theo luật nhân quả của đạo Phật, ai làm nấy chịu hoặc ai tu nấy đắc. Nhưng tại sao ông bà ta lại có câu cha ăn mặn đời, đúng ra là đời cha ăn mặn đời con khát nước đúng không? Hoặc con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Xin thầy quan hỷ giải thích giùm con sự mâu thuẫn này. Các vị tự cho nó mâu thuẫn chứ nó đâu có mâu thuẫn. Các vị tự cho mà, ai nói vấn đề này mâu thuẫn? Chúng ta chưa hiểu hết một vấn đề cho nên chúng ta tự nghĩ nó là mâu thuẫn. Nó hoàn toàn hợp lý trên cuộc đời này. Nhưng cái hợp lý này, tất cả dân gian chúng ta đều dựa vào hiện tượng thực tế để kinh nghiệm, mà chúng ta không nhìn như một cái quy luật nhân quả sâu sắc. Tôi cho thí dụ như thế này. Một gia đình nọ ăn ở không có được hiền đức, cho nên sanh ra một đứa con tật nguyền xấu xí và là hay là điên loạn. Thì người ta mới nói rằng tại người này ăn ở không hiền đức cho nên sanh ra một đứa con như vậy. Và cái người đó họ mới trách rằng là tại cha mẹ họ ăn ở không có đức cho nên sanh tôi ra như vậy, cho nên họ oán cha mẹ. Điều đó đúng không? Nếu chúng ta cho cái đó không đúng, tại sao chúng ta nói cái này mâu thuẫn? Xin thưa các vị, sở dĩ đời cha ăn mặn đời con khát nước không phải là đời con khát nước. Con là hệ quả của cha. Và thật sự những người cộng nghiệp giống nhau mới sinh chung cùng với một cái huyết thống này. Ví dụ cha mẹ ăn ở vô đức cho nên cái quả phải chấp nhận một đứa con như thế. Vì vậy cái đây là cái quả của cha, và cái người này có cái quả báo đó mới tái sanh vào tương đương môi trường này. Tức là người này phải trả chính cái nghiệp mình đã gây mới tái sanh. Ví dụ mình phải trả một cái nghiệp là đuôi điếc câm ngọng hay là xấu xí gì đó, đây là cái quả báo mình phải trả. Nhưng mình trả vào trong một gia đình là gia đình này do ăn ở thiếu đức phải chấp nhận đứa con này, hay là do một nghiệp quả gì đã tạo đó thì phải trả cái này. Cho nên người này phải trả nghiệp mình đã gây, và người này phải chấp nhận cái quả báo mình đã làm. Hai cái này góp lại mới trở thành cha con hay là huyết thống. Mà người ta cứ nghĩ rằng do cha làm cho nên con chịu, không phải. Thằng con nó chịu cái của nó, cho nên môi trường tái sanh của nó phải làm con của ông cha này. Ha, các vị hiểu điều này không? À. Và ông cha này phải trả cái nghiệp đó cho nên phải lãnh con như thế. Ha, có phải vậy không? Như vậy không phải do ông làm mà con ổng lãnh, mà ổng phải lãnh những cái của ổng gây ra. Đồng thời thằng con đó nó cũng đã phải trả những cái nó đã từng gây ra. Nó phải tái sanh vào nhà này và môi trường đó với thân phận như thế. Như vậy quy luật nhân quả, cái điều này có lệch lạc và sai lầm không? Hoàn toàn không sai. Mâu thuẫn các vị đặt ra chứ đâu phải là do cái quy luật nhân quả sai đâu. Cũng vậy, một người ăn ở đầy thiện duyên và phúc đức
sanh ra một đứa con thông minh tướng hảo, hay là một đứa con làm lợi ích cho cuộc đời, ví dụ vậy, thì đây là phước báo ổng phải có, cho nên ổng mới được đứa con như vậy. Đồng thời đứa con này đã từng tạo phúc trong quá khứ, cho nên phải tái sinh vào trong một hoàn cảnh và môi trường với một thân thế và gia đình như vậy. Hai cái này góp lại mới trở thành cha con hay là mẹ con. Như vậy có nghịch lý không? Hoàn toàn hợp lý thì các vị đã hiểu rồi đó. Có mâu thuẫn không? Không, vậy cho tràng pháo tay đi. Như vậy các vị mâu thuẫn hay là tại quy luật nhân quả mâu thuẫn? Hả? Tại mình mâu thuẫn cho quy luật nhân quả đâu có mâu thuẫn, đúng không? Quy luật công bằng nhất trên cuộc đời mà Đức Phật cũng không can thiệp được đó, chứ đừng nói tới ai. À, chân lý thì không ai can thiệp được đâu, các vị nên nhớ vậy. À, cho nên chúng ta phần lớn là chúng ta kinh nghiệm dân gian thôi. À, chúng ta thấy vậy vậy vậy, cho nên thấy thằng cha nó ăn ở ác, tự nhiên có một con vậy cái nói tội nghiệp không, chính cha nó làm con lãnh đủ, cái chúng ta thương nhỏ quá. À, mà chúng ta đâu biết nó làm nó lãnh đủ từ hồi quá khứ tới giờ. À, chúng ta phải hiểu là như vậy. Kính xin thầy giải thích cho đại chúng được rõ hiện tượng bé Như Ý thuyết pháp và chú tiểu chân tâm có phải là Bồ Tát thị hiện không? Ai nói Bồ Tát thị hiện đâu, đưa tay lên đây. Hả? Xin thưa các vị, điều này ai nghe lại cái bài giảng tôi giảng là Phật tử tại gia những điều cần biết. Tôi đã giải thích cái này một chút rồi, nhưng hôm nay tình cờ có câu hỏi này hỏi lại, tôi xin chia sẻ với các vị. Đừng có một quan niệm bậy bạ như thế mà đẩy lùi đạo Phật và làm tổn thương đi đạo Pháp. Không có một thằng bé con bé nào có khả năng như một Bồ Tát tái thế kiểu đó cả. Những Bồ Tát, những bậc thánh nhân tái thế trong cuộc đời người ta ẩn thân còn không xong, huống gì là lộ diện bằng một cách từ bé thơ như vậy. Cái này do người lớn dạy nó, nó làm như một cái máy, hoàn toàn nó không có ý tưởng gì trong này. Nó hoàn toàn như một cái máy cassette thu và phát lại mà thôi, phát một cách vô hồn, nên nhớ là như vậy. Nhưng tôi có thể cho rằng những đứa bé như vậy nó có duyên với Phật Pháp, có chứ không phải không, có duyên với Phật Pháp. Và bản chất của những đứa bé đó có thể nó thông minh hơn các đứa bé, nó lanh lợi hơn các đứa bé khác thông thường, nhưng nó không mang nghĩa như một thần đồng hay là một vĩ nhân hay là một vị Bồ Tát. Chúng ta người lớn không khéo chúng ta đẩy các trẻ thơ vào những cái chỗ khó xử, mai này lớn lên thánh không thánh mà phàm không phàm là chết ở chỗ này. Tôi nói thật với các vị, 5 năm sau các vị sẽ thấy những điều tôi nói. Ha. Một đứa bé như thế nói pháp chúng ta tưởng tượng nó như thần thánh, trong khi nó có biết cái giống quái gì là nó là cái gì đâu. Tự nhiên chúng ta phong nó chứ nó có phong nó đâu. Nó cũng không phải là có hạt giống thần thánh, nó cũng không phải là thần thánh. Mai này khi lớn lên nó phát triển theo góc độ bình thường của một đứa bé, nó trở thành một thiếu nữ, tâm sinh lý nó phát triển, mọi ý thức nó phát triển, lúc đó thần thánh không thần thánh, mà đời không đời, đạo không đạo, lững lững như thế đó không biết mình là cái gì. Người ta tôn mình thành đạo nhưng bản thân mình lại là người rất phàm phu, rồi đời không đời, tục không tục, rồi làm lỡ bộ chợ lỡ quê, muốn chứng tỏ mình thần thánh mà bản năng mình không đủ khả năng thần thánh, mà người đời lại đẩy mình, ép mình, buộc mình phải trở thành một con người thần thánh để cho thiên hạ kính trọng. Cái này là cái chết của chúng ta, để hại một con người không khéo, đẩy một con người vào những cái chỗ vô cùng khó xử. Cho nên tôi đã biết rất nhiều đứa bé, thậm chí trước hai đứa bé này tôi đã biết rất nhiều đứa khác, cách nay gần 20 năm, có thể là 20 năm hơn. Tại chùa Giác Thiên ở tại tỉnh Vĩnh Long có một cậu bé khoảng 4 tuổi. Cậu này rất thông minh lanh lợi, được cha mẹ là người tu theo thiền, cho nên dạy con các câu thiền ngữ thuộc lòng như sáo. Nói ra là thiền ngữ, nói ra là thiền ngữ, nói ra câu gì cũng là Phật Pháp. Người ta lúc đó cứ tưởng tượng rằng đứa bé này như một thiền sư tái thế. Người ta có quan niệm vậy đó, và tôn trọng và kính trọng vô cùng. Tôi lúc đó tôi thật sự với các vị tôi cũng còn rất trẻ, nhưng tại sao tôi không có một quan niệm như vậy? Tôi nghe nó nói từng câu mang tính cách giống như học thuộc lòng để nói ra, chứ không phải là từ sự giác ngộ và chứng đắc. Cho nên ở đây tôi không chấp nhận điều đó. Nhưng mà tôi thấy các Phật tử cứ nhao nhao, cứ chỉ chỏ, cuối cùng 3 năm sau nó chạy trốn mất tiêu. À, để cuối cùng tại sao vậy? Nó lớn là nó quậy,
ai cũng nghĩ nó thần thánh, cho nên cứ thông cảm, cứ là tha thứ, cứ gì cứ nghĩ nó như cái gì hoạt động như một thiền sư vậy đó. Cái gì nó cho quậy bậy bạ cũng cho nó là thiền sư. Cho nên vô tình chiều nó trở thành một kẻ hư đốn. 3 năm sau nó trở thành kẻ quậy phá trong chúng, không ai chịu nổi, ngông bướng và kiêu ngạo một cách phách lối. Cuối cùng nó phải đưa nó về nhà rồi trốn biệt tích, cho đến bây giờ tôi chưa gặp lại. Cho nên đừng có bao giờ biến những con người trẻ thơ như thế này để chúng ta tôn thờ như một vị Bồ Tát, vừa xúc phạm vừa tổn phước đến những người này. Chúng ta tự làm nó tổn phước chứ nó không có muốn. Nó là con nít mà, nó là tờ giấy trắng như thế này. Chúng ta chấm vào mực gì thì nó lộ mực đó thôi. Chúng ta viết chữ Phật thì nó là chữ Phật, chúng ta viết chữ ma nó là chữ ma. Nó ma Phật do cái đầu của những người lớn á dạy nó, chứ không phải là cho chúng ta. Nhưng dạy như vậy thì tốt chứ không phải không. Nhưng đừng biến nó trở nên một cái gì rất tín ngưỡng thông thường để làm mê hoặc quần chúng bằng cách đó. Tôi nói thẳng, tôi không sợ bất cứ điều gì. Tất cả những đứa bé này tôi có thể cho nó lanh lợi hơn những đứa bé khác, và có duyên biết được Phật Pháp từ sớm, chúng ta nên hoan nghênh như một nhân tố tốt trong Phật Pháp. Nhưng mà cho là thần thánh này kia kia nọ, Bồ Tát, cái này các vị quan niệm như vậy rất là sai lầm, rất là sai lầm. Vô tình các vị biến được Đạo Phật trở thành một cái gì quá tầm thường trong quan niệm của thiên hạ. Các vị nên nhớ, các vị thánh thần và Bồ Tát ai biết dấu tích là người ta biến mất, không bao giờ lộ diện trên cuộc đời này đâu. Bồ Tát thứ thiệt là như vậy, Bồ Tát dởm mới lộ diện như thế. Chính xác 100%. Các vị nhớ cái chuyện ngày xưa của một vị ở trong núi tuyết, Hàn Sơn và Tạp Đắc không? Nhớ câu chuyện này không? Hàn Sơn là một ông già trong núi tuyết. Hàn Sơn là tuyết lạnh hay là núi tuyết. Còn Thập Đắc là cái vị này do lượm mà được. Thập là lượm á, đắc là được. Đó. Thì cái vị này, cái vị Hàn Sơn kia lượm được cái Thập Đắc này là một đứa trẻ, gửi về một ngôi chùa. Đó. Mà cuối cùng hai vị này là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền, mà ở trong chùa không ai biết. Ông già với đứa trẻ này từng ăn canh thừa cơm cặn ở trong chùa, và người ta từng cho rằng hai cái người này kết bạn như một kẻ điên điên khùng khùng. Đó. Chẳng cần nói tới ai, chẳng cần gì cả, chúng ăn cơm xong thì chúc những canh thừa vô ăn, chúng do gạo thì vớt gạo đổ lên để ăn. Tất cả những việc gì, việc nặng nhọc chúng không làm, mấy vị này làm móc mương gì đó, làm dơ dái nhất trong chùa, nhà vệ sinh làm hết. Ai cũng xem kẻ này như khùng khùng, làm những chuyện hạ tiện. Nhưng mà cuối cùng rồi á, có một vị quan ở đó đó, do bị bệnh nhất chết nhất sống, và cầu một cái vị mà vị thầy á, là thầy chủ trì, trước khi mà cái vị thầy chủ trì tiền nhiệm á đã chết rồi, mới về nói với cái ông này. Sau khi ông cầu cúng được hết bệnh á, mới nói là ông muốn trả cái công này, cái ơn này cho hai vị Bồ Tát không? Thì á, cái ông này mới nói dạ con muốn. Thì vị này mới hướng dẫn rằng hãy đến ngôi chùa đó gặp một ông, một già một trẻ, đó là Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, hai người đó đã cứu ngươi đó. Vị này sau khi vậy quay trở về chùa, mới tìm gặp hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, thì trong chùa đưa ra hết mọi người, ông này hoàn toàn không chấp nhận. Cuối cùng khi hỏi là trong chùa còn ai nữa không, trong chùa mới nói là còn hai cái kẻ khùng khùng chẳng ra gì, ăn dơ ở dai ở dưới á, ở dưới nhà trù á, thì nói là mời lên đây tôi gặp. Thì khi mời lên thì một già một trẻ rách rưới cả lang thang như thế, vừa mới lên thì ông này sụp lại, còn lại Bồ Tát. Thì hai vị này mới nhìn nhau, việc của ta đã bị tăng can phá hoại rồi. Hai người này cõng nhau chạy biến mất vào trong núi tuyết. Cái này một câu chuyện rất dài, nhưng mà tôi nói tóm tắt với các vị là Bồ Tát giúp đời không bao giờ lộ diện. Nếu thật nghĩa như Bồ Tát thì giả điên như Tế Điên Hòa Thượng vậy đó, không muốn ăn hưởng của ai trên cuộc đời, cũng không muốn làm bất cứ một hảo danh nào để dụ thiên hạ đâu. Cái nào cầu danh, cái gì gián mạc, tất cả những cái đó không phải là Bồ Tát thiệt. Bồ Tát thiệt không bao giờ chúng ta biết một cách rậm đám như thế này đâu. Các vị biết là người ta đã nhập diệt mất tiêu rồi. Cho nên những quan niệm này là quan niệm dân gian, rất là bị hạn chế. Chính chỗ này mà chúng ta đã bị những kẻ khác lừa chúng ta bằng những cái lạ này cái lạ nọ, mà chúng ta không đủ cái thẩm định về giáo lý của Đức Phật, chúng ta đã bị lừa, và chúng ta đã tự vô tình, chúng ta đã đẩy một vài con người nào đó còn trẻ thơ để đi vào trong ngõ cụt.
Tôi quan niệm rất là rõ ràng như vậy. Phật pháp đối với những giới trẻ cần nên khuyến khích học. Học được như vậy càng tốt, nhưng mà không bao giờ biến lại trở thành những cái đó. Cái đó vô cùng nguy hại cho sự sinh tồn của Phật pháp. Các vị nên nhớ là như vậy. Người Phật tử chân chính ủng hộ Phật pháp phải có chánh kiến, phải có trí tuệ, nhìn nhận rõ ràng đàng hoàng. Chúng ta đáng khen, khích lệ cho những giới trẻ càng học Phật lanh lợi như thế, khích lệ khen tặng, nhưng không có nghĩa quan niệm một cách thần thánh máy móc như vậy. Mong các vị có đầy đủ chính kiến để vượt qua những cái tà kiến như thế này. A Di Đà Phật. Tại sao nói phiền não là bồ đề? Đại đức hãy giúp con cách để hóa giải phiền não. Khi bị phiền não nhiều mà không thể chuyển thành bồ đề được thì nếu không chuyển được chúc cho tôi đi. Ở đây ai có phiền não nhiều hỏi câu này. Xin thưa các vị, câu này là một câu vô cùng thâm thúy trong Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi đã giảng rồi cho các vị trong hai bộ Bát Nhã Tâm Kinh. Nè, trong đây, ở trong đó, sắc tức thị không, không tự thị sắc đó, tất cả những cái tức đó là phiền não tức bồ đề đó. Cái này tôi đã phân tích rất rõ. Trước khi tôi giải thích cái này, tôi cho các vị một vài thí dụ. Tất cả những người thông minh và có khả năng trên cuộc đời đều là những đứa trẻ quậy phá ghê gớm. Chúng ta thấy những đứa trẻ quậy phá, chúng ta nghĩ nó là một cái thằng quậy phá vô tích sự, nhưng mà không. Cái đầu óc của nó hoạt động quá linh lợi mà chúng ta không biết tận dụng để đưa nó vào trong cái học vấn, để tiêu hao năng lượng trong những cái rèn luyện kỹ năng cho mình. Cuối cùng nó trở thành những năng lượng phát tác theo chiều hướng nghịch, cho nên nó trở thành kẻ quậy phá. Nếu kẻ đó được điều phục, nó sẽ trở thành cái kẻ thông minh và có lợi ích vô cùng. Chúng ta thấy Tề Thiên là kẻ quậy phá bình thường. Tề Thiên là một kẻ quậy phá, chọc trời khuấy nước trên cuộc đời, trên trời dưới biển gì cũng quậy hết, đúng không? Nhưng mà khi làm được việc thì có ai làm được việc sánh như Tề Thiên không? Khi đã được thuần phục thì Tề Thiên là một con người coi như hữu dụng vô cùng. Cũng từ một cái quậy phá đó trở thành một cái phục vụ tốt cho đường tăng đi trên đường tỉnh kinh, có phải vậy không? Như vậy ở đây chúng ta thấy điều gì? Người ta thường nói cái con trâu giỏi là con trâu trứng, hay là con ngựa giỏi là con ngựa trứng, có phải vậy không? Vì nó giỏi, nó lanh lợi, nó mạnh mẽ, cho nên nó có những cái bộc phát như vậy. Thì con người ở đây cũng vậy. Nếu chúng ta độ được kẻ ác, kẻ ác thật sự là một nguồn năng lượng vô cùng phong phú, mà tại vì thiếu duyên lành cho nên năng lượng này không phục vụ cho cái tốt mà quay lại phục vụ cho cái xấu, cho nên chúng ta thấy người đó rất xấu. Nhưng nếu độ được một người ác quay trở về con đường thiện, người này sẽ phục vụ cho một cái thiện cũng mãnh liệt không thua gì với những khi người ta phục vụ cho cái xấu. Chúng ta nhìn nhận về góc độ xã hội này không? Cho nên những kẻ thông minh là những kẻ vô cùng lanh lợi, cho nên nó quậy quạng này kia cái nọ, đó là chuyện rất bình thường. Nhưng chúng ta phải làm sao biết cách để điều phục nó, cái quậy quạng đó, để nó trở thành cái thông minh lanh lợi. Năng lượng con người chỉ có một, mà cái hướng hoạt động của con người là hướng thiện và ác rất rõ ràng. Nếu chúng ta đầu tư cái năng lượng đó cho cái thiện thì nó trở nên hoạt động thiện. Chúng ta đầu tư năng lượng đó cho cái ác thì nó trở thành ác. Ví dụ một kẻ thông minh, nếu nó là người biết tu thì nó phục vụ cho đạo pháp rất là tốt. Nhưng cái thông minh này phục vụ cho kẻ ác thì nó cũng là phục vụ cho cái tội lỗi chưa từng có trong cuộc đời. Vì vậy cho nên câu phiền não tức bồ đề là nó vốn là như vậy. Cái người nào từ xưa giờ chống bán Phật pháp mà không tu, khi người ta tu người ta dám đắc đạo nhanh hơn mình. Cho nên người ta mới nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời là vậy. Tại vì cái năng lượng của con người này rất là tốt. Giống như là một đống phân nhơ, nếu trồng rau sẽ rất là tốt, có rác mới có hoa. Một cái nơi đất sạch, sạch như cái nền này, các vị có thể trồng được cây gì sống không? Các vị có gieo cái hạt gì trên cái nền này mọc lên được không? Không. Mà chúng ta muốn được một cái hạt tốt phải gieo ở đâu? Dưới đất. Mà càng dơ thì cây càng tốt. Có thấy điều này không? Như vậy hoa bản chất nó vốn là rác. Rác càng tốt thì hoa càng tốt, càng tươi. Cái đây là chuyện đương nhiên. Phân càng dơ thì hoa là càng tươi. Điều đó như một quy luật trên cuộc đời. Vì vậy phiền não và bồ đề vốn không hai,
Phiền não và bồ đề nó vốn như sóng và nước. Chúng ta thấy sóng nó lớn vì cái lượng nước nó nhiều. Nếu chúng ta vì muốn kiếm nước mà chúng ta đổ sóng thì còn miếng nước nào không? Chúng ta nên nhớ là như vậy. Sóng vốn là nước. Chúng ta muốn tìm nước phải ngay nơi sóng đó mà tìm. Hãy làm sao cho sóng này đừng quậy quạng để trở thành nước chúng ta xài hữu dụng. Còn liền sóng mà đi tìm nước có không? Không thể nào có được. Sóng vốn là nước, nước vốn là sóng. Sóng mặc dù không phải là nước nhưng mà lìa nước không có sóng, và nước lìa sóng thì cũng không có nước. Phiền não bồ đề cũng thế. Từ một bản tâm của chúng ta, chúng ta đừng có tách biệt với nhau. Phiền não và bồ đề giống như hai mặt của một đồng tiền như thế này. Bỏ một trong hai mặt của một đồng tiền thì còn xài được đồng tiền này không? Không thể. Vì vậy tất cả chúng ta làm sao cái thiện ác trong lòng chúng ta đừng nói nó là hai, nó là một đó. Nó cũng không hai mà không một. Trên mặt hiện tượng thấy nó hai mà bản chất nó vốn không hai. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị rất nhiều trong cái bài giảng là làm bạn với ma. Tất cả chúng ta hoàn toàn trên cuộc đời này không có ai hoàn toàn là Phật tâm mà không có ma tâm cả. Chúng ta ai cũng có cả Phật tâm và ma tâm ở trong lòng. Nếu duyên lành chúng ta đến, chúng ta sẽ phát khởi Phật tâm. Nhưng mà nếu ác duyên đến, chúng ta sẽ phát khởi ma tâm đó. Cũng giống như một con người thiện hôm nào chúng ta thấy rất thiện, nhưng mà bị ác duyên ràng buộc bởi một kẻ xấu nào đó lợi dụng, thì trở nên từ một con người thiện quay lại với con đường thiện và trở thành kẻ ác vô cùng nguy hiểm. Vậy người đó thật là thiện hay là thật là ác? Ác và thiện chỉ là hai duyên trên một điều, trên mặt bản thể thôi, có hai điều kiện khác nhau. Nếu người này đủ duyên lành thì cái thiện duyên phát triển. Người này bị duyên ác ràng buộc thì ác duyên nó phát sinh. Cái này như thế. Hoàn toàn chúng ta trên bề mặt tu tập làm sao cố tạo duyên lành để cho thiện duyên chúng ta phát sinh. Và người nào càng ác mà quay lại thiện thì năng lượng thiện người này càng lớn. Cho nên phiền não tức bồ đề là như vậy. Nó vốn là sống, tức là nước. Sống không rời nước để có, mà muốn tìm nước rời sống thì cũng không có. Phật tánh vốn từ chúng sinh tánh. Nếu không có những tánh chúng sinh thì sẽ không có tánh Phật. Từ những chúng sinh phàm phu mê muội này mới có khả năng có được Phật. Cũng giống như Đức Phật nói vậy, cũng như từ đống bùn nhơ để mọc lên những hoa sen tinh khiết ngọt ngào như thế. Thì ở đây chúng ta thấy rằng hoa sen nó vốn mọc từ bùn nhơ. Nếu không có bùn nhơ thì không thể có hoa sen. Rời bùn nhơ hoa sen không thể sống. Như vậy bùn nhơ và hoa sen không một mà cũng không hai. Nó có như vậy. Giá trị của Phật Pháp cũng như thế. Phật tánh được xuất phát từ chúng sinh tánh. Chuyển tất cả chúng sinh tánh trở thành Phật tánh là cái chuyện trong chúng ta, giống như ngừng sống để trở thành lượng nước vậy thôi, chứ không có gì. Phật tánh chúng ta vốn đầy mà. Chúng ta nên nhớ vậy. Phật tánh chúng ta vốn đầy trong lòng. Bởi vì vô minh cho nên chúng thinh tánh phát sinh. Do nên giống như gió mà sóng nó phát vậy thôi. Thật ra biển nó vốn là yên lặng mà. Nếu không có gió, các vị thấy mặt biển như thế nào? Các vị ở Nha Trang các vị biết chứ. Khi không có gió mặt biển nó phẳng, phẳng lặng như là cái mặt đất ngồi của chúng ta như thế. Thậm chí nó còn thanh vắng, còn tuyệt vời hơn nữa. Nhưng mà khi gió một cái chúng ta thấy thế nào? Như vậy sóng vốn là do gió. Cũng vậy chúng sinh thánh phát khởi vốn do vô minh. Còn bản thân chúng ta là những vị Phật mà, vốn tràn đầy. Khi nào chúng ta dứt sóng thì tự nhiên lượng nước đã đầy, thì ngăn gió thì chúng ta đầy đủ nước. Cho nên phiền não tức bồ đề, đây là một vấn đề chúng ta đừng tách rời nó như vậy. Chúng ta xem một kẻ xấu, thật sự nó là xấu như vô não, xấu hay tốt? Nếu mà thật sự xấu thì làm sao trở thành A-la-hán được? Như vậy cái xấu là do ác duyên lôi thôi, chứ còn bản chất anh ta vẫn là bản chất tốt, vẫn là một vị Phật mà. Cho nên tốt xấu chỉ là tương đối trên cuộc đời, nó chỉ là hai hiện tượng trên bề mặt của một bản thể. Chúng ta có hiểu được cái câu phiền não tức bồ đề đến đây chưa? A Di Đà Phật. Đới nghiệp vãng sanh nó là câu nói mang ý nghĩa khích lệ, hay là đúng như lời dạy đới nghiệp sẽ được vãng sanh. Các vị hoàn toàn nói mà không hiểu câu này nói gì.
Nếu chúng ta hiểu câu này nói gì, chúng ta không có viết cái câu cuối cùng là đới nghiệp sẽ được vãng sanh. Câu này không thể thêm chữ sẽ vô trong đó như vậy được. Đới nghiệp vãng sanh là một cụm từ quyết định nó là như vậy, chứ không thể trang vô một cái từ tương lai là sẽ như vậy được. Nó không thể tách rời như bằng cái cách đó. Thêm một chữ sẽ, nó sẽ phá hủy hoàn toàn cái câu này và không có ý nghĩa gì trong câu này cả. Đới nghiệp vãng sanh nó được giải thích một cách rất cụ thể là mang nghiệp để về cõi Phật. Câu nó nguyên cụm là như vậy, chứ không phải mang nghiệp để về, sẽ về cõi Phật. Hai câu này hoàn toàn khác xa nhau và không có ý nghĩa ở câu sau. Cho nên ở đây chúng ta vãng sanh, trong vô vàn cách vãng sanh, có một cái gọi là đới nghiệp vãng sanh, là mang nghiệp để tái sanh về đất Phật. Chúng ta không hiểu cặn kẽ hai từ vãng sanh, cho nên chúng ta bị cái chỗ này. Chúng ta có quan niệm là vãng sanh như đắc niết bàn vậy đó. Chúng ta có nghĩa quan niệm là vãng sanh là thành Phật vậy đó. Chúng ta cho vãng sanh và đắc niết bàn là giác ngộ thành Phật, nó giống nhau, cho nên chúng ta mới lấn cấn cái chỗ này. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa hai chữ vãng sanh một cách bình thường hơn một chút thì cái điều này tôi nghĩ các vị không bị lấn cấn. Vãng sanh nó giống như là tái sanh vậy đó. Nói về để chúng ta dễ hiểu, thay vì tu năm giới để tái sanh ở đâu? Cõi người. Tu thập thiện tái sanh đâu? Cõi trời. Vậy là tu tịnh độ thì tái sanh về đâu? Về cực lạc. Như vậy chúng sinh cõi trời còn nghiệp không? Chúng sinh cõi người còn nghiệp không? Như vậy tái sanh về cực lạc có thể còn nghiệp được không? Cho nên á, xin thưa các vị phải hiểu chỗ này. Hai chữ vãng sanh và chữ giác ngộ niết bàn hoàn toàn một trời một vực. Đừng khập khiễng so sánh rồi chúng ta sẽ khó giải quyết vấn đề này. Xin thưa các vị, vãng sanh là một con đường tu tập để tái sanh vào một thế giới như ước nguyện của chúng ta. Nơi đó thế giới thì nơi đó cũng còn giới hạn, cũng sanh diệt, cũng vô thường. Nhưng mà cực lạc có thể sanh diệt vô thường theo góc độ là chúng ta đủ thời gian để có khả năng tu để giác ngộ thành Phật. Và thế giới này, cuộc đời này vô thường, mà vô thường đến độ chúng ta không có thiện duyên và không có đầy đủ điều kiện để giác ngộ thành Phật ngay cuộc đời này. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, người đắc niết bàn thì ngay tại cuộc đời này vẫn đắc được. Nhưng mà vì chúng ta không có đủ khả năng giác ngộ tại cõi đời này, bởi vì sao? Bởi cuộc đời quá nhiều nhiễm trước, nhiều cám dỗ, mà con người chúng ta thì quá nhiều tham, nhiều sân, nhiều si. Chúng ta không cưỡng lại với những sự cám dỗ của cuộc đời, cho nên chúng ta không dễ gì có thể thành Phật ngay tại cõi đời này. Vì vậy tái sanh vào cực lạc mang cái nghĩa là nguyện tái sanh vào một thế giới mà nó làm sao nó hạn chế được sự ràng buộc và những cám dỗ của những phù phiếm xa hoa, những cái xa đọa của cuộc đời như thế này. Cho nên môi trường của tịnh độ giúp chúng ta tu sẽ dễ dàng giác ngộ và thành Phật hơn môi trường này. Vì vậy người vãng sanh tịnh độ không có nghĩa là thành Phật, mà đã nguyện đem phước báo để hồi hướng tái sanh và tái sanh môi trường đó để tu hành để dễ thành Phật mà thôi, chứ không phải là thành Phật. Vì vậy đới nghiệp vãng sanh là một việc hoàn toàn đúng nghĩa ở trong học thuyết của tịnh độ. Còn thiền tông thì cho rằng phải cần phải giác ngộ niết bàn tại đây, thì cái điều đó quá tuyệt vời. Nhưng mà ai trong chúng ta có đủ khẳng định được rằng các vị sẽ giác ngộ niết bàn tại cuộc đời này, trong một đời các vị? Đưa ta lên tôi coi coi. Hả? Ồ, ai cũng lắc đầu hết trơn vậy. Vậy chuyện đó để mình tôi phải không? Có ai ganh tị không? Xin thưa với các vị, tất cả chúng ta đều thấy rằng mình quá nhiều phàm phu tánh, quá nhiều nghiệp chướng, quá nhiều nhiễm ô, quá nhiều tham dục, quá nhiều ràng buộc. Chúng ta biết rằng liệu cơm mà gắp mắm, biết được con người mình nhiều như vậy, làm sao mình có thể rột rửa một đời bằng cái sức phàm phu này tại cuộc đời này thành đạo được? Cái chết nó sắp gần kề tới nơi rồi, mà cái phàm phu tánh nó lớn như thế này, cả đời từ nhỏ tới lớn rột chưa được, còn càng phủ thêm càng nhiều nữa, thì từ đây đến chết làm sao có khả năng làm được chuyện đó? Cho nên vì vậy nguyện tái sanh là cái điều tối thắng nhất.
Có nghĩa là nguyện tái sanh vào một thế giới cực lạc là một thế giới khác. Thế giới đó cũng vẫn có cuộc sống như thế này. Tôi đã từng giảng trong kinh tìm hiểu vài đặc điểm kinh A-di-đà. Tôi có nói ở trong đó một phần là tìm hiểu về xã hội tịnh độ. Tịnh độ là một xã hội có cuộc sống đầy dẫy những cái nhà lầu đài xe cát như thế này, có phải vậy không? Trong kinh có đề cập đấy không? Cũng vẫn có con người, vẫn có nước suối, vẫn đi tắm, vẫn ăn, vẫn cúng dường chư Phật. Vẫn là một xã hội bình thường, nhưng mà xã hội cao cấp hơn chúng ta. Vậy thôi. Và tuyệt vời nơi đó là cái nơi là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Tất cả những người bậc thiện cùng ở một nơi, cho nên không ai làm khổ ai cả, không ai quyến rũ ai cả, không ai dụ dỗ ai cả, không ai chọc phá người khác phiền não cả. Chính chỗ đó mà dễ tu hành, mà dễ giác ngộ trong cái gì cả. Ở đây thử cái tu tập 7 ngày như thế này coi, cãi lộn không nhoi trời sao à. Rồi sau khi tu xong rồi về, bà này thế kia, ông đi thế nọ, ông nhớ ở trong khóa tu hiếp ông, ăn hiếp tôi ha. Rồi bà nhớ bà nói xấu tôi, bà dành chỗ ngồi tôi, bà dành miếng ăn tôi ha. Thế này thế khác trong một tập thể rối từng bưng hết. Nhưng mà một xã hội tịnh độ không có chuyện đó, làm cho lòng chúng ta thanh thản và dễ giải thoát hơn. Bởi vì tất cả những người trí thức mà trí thiện ở nơi đó. Học thuyết tịnh độ chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ. Cho nên nguyện sanh tịnh độ là nguyện tái sanh. Chúng ta dùng cách chữ tái sanh. Và cao nhất là chúng ta được nhất tâm bất loạn để được giảng sanh, là cái cao nhất của những con người giảng sanh. Trên căn bản phần lớn tất cả những phàm phu chúng ta tu tập đều dung bồi công đức lành để nguyện tái sanh. Cho nên tu tập về tịnh độ là một cách tu theo nhân quả, gieo nhân tịnh độ để hồi hướng cái quả về tịnh độ. Và vì vậy chúng ta đã từng gieo nhân thì đương nhiên là quả như thế. Giống như chúng ta gieo nhân cõi trời thì chúng ta sau khi chết tái sanh vào cõi trời, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên cái chữ đới nghiệp giảng sanh này không mang cái nghĩa như một sự khích lệ, mà khẳng định rằng tất cả phàm phu chúng ta ai phát tâm tu hành theo con đường tịnh độ một cách tha thiết và đúng với tông chỉ của tịnh độ, người đó sẽ được giảng sanh cho dù vẫn còn phiền não. Đây là một điều hoàn toàn hợp lý trong kinh điển theo quy luật nhân quả của Phật pháp. A Di Đà Phật. Xin giải thích Nam Tông Phật giáo và Bắc Tông Phật giáo. Cái này tôi đã chia sẻ với các vị trong cái bài Phật pháp vấn đáp thứ 13 ha. Các vị về coi lại cái bài Phật pháp vấn đáp thứ 13 tôi đã chia sẻ ở tại cái Hội An, Hội An Đà Nẵng á, thì các vị về coi lại bài này sẽ hiểu. Bởi vì những câu nào tôi đã từng trả lời rồi thì chúng ta xin giới hạn lại để chúng ta đỡ mất thời gian. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, để tiếp theo, để trong cái câu vừa rồi tôi đã nói với các vị mà có câu hỏi nó cũng trùng hợp với vấn đề đó là: kính bạch thầy, theo pháp môn tịnh độ thì nhờ tha lực, còn các pháp môn khác thì nhờ tự lực, kính mong thầy giải thích về tha lực và tự lực. Xin thưa các vị, đừng có quan niệm chia như thế này. Không có quan niệm nào một cách tha lực mang tính cách giống như là một con người chờ đợi cả. Nên nhớ là như vậy. Tôi đã giải thích hồi nãy các vị rồi, tu tịnh độ là gieo nhân tịnh độ để được vãng sanh về tịnh độ. Đức Phật A Di Đà có hiện thân tiếp dẫn hay không tùy chúng ta, nó không quan trọng ở chỗ đó. Nó chỉ quan trọng ở chỗ là chúng ta có đủ nhân tố để vãng sanh hay không. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đức Phật Di Đà có mặt chẳng qua là biến tướng của công đức của chúng ta mà thôi. Cho nên chúng ta đã đủ nhân tố vãng sanh thì Đức Phật Di Đà có hiện cũng tốt, mà không hiện chúng ta cũng dẫn về đất nước của Ngài. Bởi vì thật ra sự nỗ lực tu tập của chúng ta là điều quan trọng, chứ không phải là ngồi đây chờ đợi Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn. Không có pháp môn nào như thế cả. Cho dù tu tịnh độ chúng ta cũng phải nỗ lực tu tập, chứ không phải là ngồi chờ đợi Đức Phật tiếp dẫn chúng ta sau khi chết. Các vị đừng có suy nghĩ một cách lệch lạc, rồi chúng ta có suy nghĩ là tại sao pháp môn này tha lực, pháp môn kia tự lực. Pháp môn nào cũng tự lực cả. Tha lực chỉ là một hiện tượng từ công đức chúng ta tu tập mà ra, chứ không phải là tự nhiên có ai đó mà đến tiếp dẫn chúng ta, mang cái nghĩa là giống như một thần thoại bốc chúng ta về cực lạc được. Đừng có tưởng tượng những cái điều máy móc như vậy. Nếu chúng ta không nỗ lực tu tập và niệm Phật, hay là hành trì, hay là hồi hướng công đức, thử coi chúng ta có thể giảng sanh được hay không. Cho nên đừng có quan niệm lạc lạc,
cho rằng cái này tha lực, cái kia tự lực, cái nào cũng phải do nỗ lực không ngừng của con người chúng ta trên con đường tu tập cả. Nên nhớ là như vậy. Thành ra ở đây chúng ta hiểu cái điều này để chúng ta không bị vướng khi chúng ta suy nghĩ về tự lực hay là tha lực. Xin thưa các vị, câu hỏi tiếp theo là: kính bạch thầy, từ bi quan hỷ cho chúng con hiểu rõ hơn về công đức và phước đức, lại Phật và niệm Phật. Xin thưa các vị, chữ công đức và phước đức ở đây, tại sao tôi nghĩ là cái này do cái quan điểm mặc định của Trung Hoa hơn là cái từ ngữ căn bản thực tế. Theo tôi thiết nghĩ là như vậy. Xin thưa các vị, về nguyên tắc, đối với cái từ nguyên của nó về công đức và phước đức nó không có khác nhau. Nhưng mà qua Trung Hoa thì cái từ công đức phước đức này lại phân biệt thành hai. Khi phân biệt thành hai, tôi được hiểu nó là như vậy. Cái công đức nó mang cái nghĩa là cái gì mà không mang tính cách nhân quả, phước báo hữu lậu nhân thiên thì cái đó gọi là công đức. Còn phước đức có nghĩa là cái gì nhân quả hữu lậu nhân thiên, gieo nhân này để được quả kia, con nguyện cúng dường Đức Phật một nải chuối để con được trúng số, con nguyện là hôm nay con bố thí người nghèo sau này con sẽ được giàu có, hay là con nguyện dâng hoa cúng Phật để sau này con được đẹp. Cái này thuộc về phước đức hay công đức? Phước đức. Cái này do chúng ta có một quan niệm như vậy và tự nhiên chúng ta mới mặc định ra, chia ra hai vấn đề. Thì bây giờ nếu đã chia ra hai vấn đề thì tôi cũng căn cứ trên hai vấn đề để chia sẻ với các vị. Các vị đều nhớ cái câu chuyện đó là vua Lương Võ Đế và tổ Bồ Đề Đạt Ma không? Các vị nhớ kỹ rằng vào thời Lương, vua Lương Võ Đế đã là một người Phật tử ủng hộ Phật Pháp. Khi hay tin tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang thì vua Lương Võ Đế rất mừng. Và vì vậy vua Lương Võ Đế muốn đem tất cả những cái việc làm tốt đẹp của mình để khoe với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì vậy khi nghe tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang, tức là từ Tây Trúc sang, thì lúc đó vua Lương Võ Đế cho tiếp kiến ngài vào triều. Và khi tiếp kiến ngài vào triều thì lúc đó vua Lương Võ Đế mới đem ra cái câu hỏi mà hỏi với tổ Bồ Đề Đạt Ma như thế này: bạch hòa thượng, trẫm xây 72 kiển chùa, tiếp tăng độ chúng nhiều vô số, vậy xin hỏi hòa thượng, việc làm này có công đức không? Và lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời thế nào? Không có công đức gì cả. Cái câu này làm cho vua Lương Võ Đế vô cùng chới giới và thất vọng trước câu trả lời của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Ai nói đó đúng đó, giống như câu này là sốc á. Xin thưa các vị, sau cái lần tiếp kiến không thành đó, cho nên vua Lương Võ Đế không thích tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì vậy tổ Bồ Đề Đạt Ma không cách nào có thể truyền pháp ở trên đất Lương được. Cuối cùng bỏ trốn vào đất Ngụy, ngồi quay mặt vào vách 9 năm. Cho nên người ta có một cái câu gọi là cũ niên quán đích à, tức là ngồi nhìn vách 9 năm như vậy. Xin thưa các vị, ở đây chúng ta thấy cái câu trả lời đó để khẳng định cái gì? Vua Lương Võ Đế xây chùa nhiều vô số và tiếp tăng độ chúng, đây là một việc làm đáng tán dương. Và theo chúng ta có quan niệm là công đức vô lượng chứ, đúng không? Nhưng mà cái công đức như một cái nghĩa mà chúng ta hiểu như một phước đức á, thì ở đây công đức và phước đức được chia ra. Nếu vua Lương Võ Đế hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma như thế này: bạch hòa thượng, con tiếp tăng độ chúng nhiều vô số, con xây 72 kiển chùa, như vậy con có được phước đức không? Thì lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ trả lời sao? Có, các vị rất giỏi à. Lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma sẽ trả lời rằng vô lượng vô biên phước đức, có vậy không? Nhưng mà khi hỏi cái câu đó, khi hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma là có công đức không, thì lúc đó tự thân của tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không có công đức. Để chúng ta thấy cái gì? Cái hành động này làm tốt, nhưng mà tốt mang cái nghĩa phước báo hữu lậu nhân thiên, không phải đưa con đường đến giác ngộ chứng đắc niết bàn và giải thoát. Không phải làm những công đức này để đạt được ba la mật, không phải mang một cái nghĩa như mà là một cái ba la mật, mà ở đây hành động này tạo như vậy để tìm cho mình nhiều phước báo ở tương lai, có thể được một ngôi vị đế vương, có thể được một cái gì ở tương lai.
ở đây hoàn toàn nó dựa trên cái vấn đề phước báo. Vì vậy chúng ta cúng chùa một nải chuối cũng có thể là phước đức, mà cúng chùa một nải chuối cũng có thể là công đức. Chúng ta hiểu cái này không? Nếu chúng ta cúng chùa một nải chuối mà chúng ta như thế này: con cúng chùa một nải chuối làm sao chiều nay Phật cho con trúng số. Cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là phước đức. Con cúng dường cho chùa bông trái nhang đèn để mai này con được xinh đẹp và thông minh. Cái đó công đức hay phước đức? Cái đó gọi là phước đức. Như vậy khi mình đem cúng chùa cũng nải chuối đó, mình đem cúng chùa nhang đèn và hương đăng hoa quả đó, nhưng mà hoàn toàn mình không có nghĩ là mai này mình được đẹp, được thông minh, mai này được giàu có hay là trúng số gì cả, mà hoàn toàn đem dâng vào cho Tam Bảo với kỳ vọng làm cho Phật Pháp trường tồn, và nguyện làm sao cho đầy đủ duyên lành để con tu đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con không mong cầu bất cứ một phước báo hữu lậu nhân thiên nào. Cái đó gọi là công đức hay là phước đức? Công đức. Như vậy cũng một nải chuối nó trở thành công đức, mà cũng một nải chuối nó trở thành phước đức. Trên một hành động đó, tùy tâm niệm của chúng ta, nó sẽ có thể trở thành công đức, mà trên một hành động đó, do tâm niệm của chúng ta, nó có thể trở thành phước đức. Như vậy các vị có thể hiểu một cách khái niệm về hai chữ công đức và phước đức chưa? Rồi, A Di Đà Phật. Còn câu này tôi không hiểu cái từ này, nhưng mà các vị nào hỏi mà nghe tôi đọc, nếu các vị có thể lý giải thêm cho tôi hiểu thì các vị nói giúp tôi. Bạch thầy, con là người đa mang nên rất khó ngủ. Tôi đọc không biết có đúng không? Hai chữ đa mang tôi hoàn toàn không hiểu. Đa mang là đa mang cái gì? Đa mang một mối tình, hay đa mang một nỗi khổ, hay là đa mang cái gì, hay là đa mang một cục nợ hả? Cho nên ở đây chúng ta phải có cái lời giải thích tôi mới biết chia sẻ với các vị ha. Tất cả những việc làm, lời nói với mọi người, mọi việc ban ngày, ban đêm đều tái hiện qua tâm thức, nên không thể nào ngủ được, trừ khi quá mệt rồi thiếp đi một chút. Mong thầy dạy cho con tu học để tâm tịnh an lạc. Xin thưa các vị, trên căn bản tôi muốn chia sẻ với các vị, cái người không ngủ được. Còn đa mang tôi chưa biết đa mang cái gì. Do thiếu nợ, do nhớ nhung, do buồn tuổi, do hận đời, do cái gì đó tôi chưa biết. Đa mang phải là đa mang một cái gì mới được? Ai hỏi câu hỏi này trả lời coi, đa mang cái gì vậy? Hả? Có không? Hả? Không có, tôi nghĩ đa mang xấu chịu á. Thôi bây giờ đại khái như thế này, tôi chỉ giải quyết vấn đề đa mang cái gì cũng được à. Nhưng trên nguyên tắc, cái này là kinh nghiệm thôi. Các vị chuẩn bị làm một công việc gì quan trọng, hoặc là các vị đang lo lắng một cái gì, hay là các vị chuẩn bị khởi nghiệp một cái gì, các vị dễ ngủ hay là khó ngủ? Hoàn toàn khó ngủ. Như vậy ở đây là bản chất của công việc nó là chuyện bình thường, nhưng mà chính cái lòng lo lắng của chúng ta nó trở nên làm chúng ta khó ngủ. Lo lắng một chuyện tốt cũng như mừng vui và lo lắng chuyện xấu, tất cả những cái điều này chúng ta hoàn toàn đem đến chúng ta khó ngủ. Tối nay, chiều nay chúng ta hay chúng ta trúng số, tối nay chúng ta ngủ được không? Cái đó không có lo lắng nhưng mà không ngủ được à. Mười mấy năm về trước có cái anh này, anh trúng số 4 tờ, mà suốt một tuần sau á, ảnh quay lại ảnh gặp tôi. Sao tôi nhìn thấy ảnh xanh xao dằn dọt hết trơn. Tôi hỏi, ủa trúng số mà làm gì xanh xao dằn dọt hết vậy? Ông mới nói trúng số mừng quá mà nhà giờ gách nát hết trơn, lo ôm giữ tiền tối ngủ đâu được, sợ ăn trộm, thành ra là ngủ được, cho nên là cả tuần qua sơ dơ sửng dững hết. Trúng số mà tôi thấy ông chẳng vui mà ông gì, ông sơ dơ hết như vậy. Thì tôi mới nói với các vị, vui cũng ngủ không được, buồn cũng ngủ không được, lo lắng cũng ngủ không được. Như vậy khi con người trở về già, tại sao khó ngủ hơn tuổi trẻ? Các vị thấy con nít dễ ngủ hay khó ngủ? Vô cùng ngủ à, xin lỗi, vô cùng dễ. Vô cùng dễ ngủ á, tôi muốn nói vô cùng dễ ngủ mà tôi nói chưa hết.
Xin thưa các vị, tại sao đứa trẻ thơ lại dễ ngủ như thế? Bởi vì nó không có lo lắng và suy nghĩ điều gì. Sao chúng ta càng về già, chúng ta hay nói rằng càng về già sao khó ngủ vậy thầy? Xin thưa các vị, không phải già khó ngủ mà trẻ dễ ngủ. Không phải cái đó. Chúng ta khi về già, cái ký ức chúng ta về quá khứ đó nó đã quá nhiều, cái kinh nghiệm chúng ta nó quá dày, cho nên việc gì cái lòng chúng ta đã quen theo thói tư duy rồi, cho nên lúc nào đầu chúng ta cũng nghĩ ngợi phân vân lo lắng. Và càng ngày chúng ta càng nghĩ ngợi nhiều hơn, trong khi càng về già thần kinh càng yếu hay là càng mạnh? Thần kinh càng yếu. Cho nên có người không từng làm chủ mình, yếu đến độ mà khi về già trở nên nói một cách lẫn là sao vậy? Ký ức nó chạy qua quá nhiều mà không kiểm soát được, cho nên nói tầm bậy tầm bạ, không có gì đúng đâu vào đâu. Ở đây chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên khi chúng ta nhớ kỹ về già, muốn cho mình dễ ngủ là thứ nhất, phải tập cho mình cái ký ức này nó bớt đi. Đừng quá nô lệ vào ký ức. Đừng quá ư là suy nghĩ lo lắng nhiều bởi những chuyện quá khứ buồn vui. Người già hay ôm lại quá khứ, hay buồn vui quá khứ, hay lo lắng quá khứ, mà trong khi tâm thức chúng ta bây giờ đã yếu rồi, chúng ta đã chứa đầy tất cả những cái này trong một hệ thần kinh yếu, thì không thể nào chúng ta còn đủ cái khả năng sáng suốt. Vì vậy chúng ta trở nên khó ngủ là do chúng ta chứa quá đầy các ký ức trong lòng chúng ta. Cho nên kể từ bây giờ các Phật tử hãy tập cho mình làm sao? Tập cho mình có chánh niệm, tập cho mình bớt đi những suy nghĩ vớ vẩn, tập mình bớt lo lắng buồn vui với những cái đã trôi qua rồi, tập mình có chánh niệm, có niệm Phật ha. Tập những suy nghĩ vớ vẩn, những ký ức nó đều vô thường, nó giả tạm. Để chi vậy? Để giúp cho hệ thần kinh chúng ta nhẹ bớt đi sự căng thẳng và gánh nặng những ký ức của chúng ta, thì chúng ta có thể dễ dàng ngủ hơn. Cho nên không, người già phần lớn khó ngủ là do những ký ức nó xáo trộn mãi trong đầu chúng ta, làm hại chúng ta không thể nhiếp tâm mà ngủ được. Mà một điều vô cùng quan trọng chúng ta để ý nữa rằng, khi chúng ta quá quan trọng về việc mất ngủ thì chúng ta lại càng mất ngủ. Cái này nữa, khi chúng ta lo lắng mình mất ngủ, cho nên trước khi vào ngủ cứ sợ mình không ngủ được. Và chính cái sợ không ngủ được nó làm chúng ta không thể ngủ được thật sự. Tại vì khi chúng ta sợ chúng ta mất ngủ thì sao? Sợ mất ngủ thì chúng ta là tỉnh rồi, mà đã tỉnh thì làm sao ngủ được. Vì vậy ai đã lỡ mất ngủ thì bây giờ đừng lo mình mất ngủ. Hãy để cho một tâm thức bình thường. Đừng suy nghĩ cái cách để đè nén phải ngủ, đừng suy nghĩ cái cách phải ép nó ngủ. Bởi vì cái cách ép ngủ là cái mình sẽ tỉnh ngủ. Bởi vì cái tỉnh mới có thể đè ép để mình ngủ được. Ý thức mà đè ép để ngủ thì làm sao ngủ. Cho nên ở đây khi các vị bị mất ngủ thì các vị phải hiểu lý do gì chúng ta mất ngủ. Và từ đó chúng ta hãy đưa mình với trạng thái là hãy để con người mình một cách tự nhiên, bằng lòng thanh thản, không lo là mình ngủ được hay không. Và đừng bao giờ cho rằng trong tâm mình đang bị mất ngủ thì các vị có khả năng ngủ được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cái ngủ được hay không, chúng ta lo càng mất ngủ và càng không ngủ được. Và càng sợ hãi chừng nào lại càng không ngủ được chừng đó. Cho nên buông thả tâm hồn thảnh thơi, vô tư thì các vị có khả năng ngủ tốt hơn, cho dù trong lòng các vị dương mang bất cứ điều gì. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, tôi đã từng có một cái quan niệm về bản thân tôi như thế này. Cái việc gì ngày mai để ngày mai tính. Cho dù hôm nay làm bất cứ việc gì trước giờ ngủ kêu bằng chúng ta phải xếp bỏ lại đó, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì, hãy ngủ cho dù 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, điều đó không quan trọng, mà hãy ngủ một cách rất là ngon lành. Còn chuyện gì sáng ngày mai nghĩ tiếp. Bởi vì có nghĩ cho cả đêm cũng không giải quyết được vấn đề. Và đừng tập quen mình bằng cách là nghĩ nhiều quá trước khi ngủ. Đừng tập quen như vậy. Hãy tập bỏ hết tất cả mọi việc trước khi ngủ để có một giấc ngủ thật tốt. Sau giấc ngủ rồi chúng ta sẽ tỉnh táo, suy nghĩ mọi việc tốt hơn, hay hơn, sáng hơn. Đó là chúng ta nên như vậy. Cho nên tôi nghĩ chúng ta nên quyết định bằng cách là đừng tập suy nghĩ trước khi ngủ, mà hãy tập quen rằng trước khi ngủ là cái gì cũng bỏ hết. Ngày mai sau khi tỉnh giấc lại chúng ta suy nghĩ tiếp. Nếu chúng ta tập được như vậy trở thành thói quen, tôi tin chắc rằng các vị không bao giờ mất ngủ một cách dễ dàng như thế này. A Di Đà Phật.
Rồi bây giờ hai câu tiếp tục như thế này: Bạch thầy, bạn con là một Phật tử tu tại gia, song thân bạn ấy khi còn tại thế không biết tu tập. Sau khi qua đời, bạn ấy làm mọi công đức lành hồi hướng cho cha mẹ. Nhưng có một việc bạn ấy bảo không thể thiếu được là trì chú vào cát và đem rải lên mộ. Bạch thầy có đúng không? Câu 2, bạn con có thờ Xá Lợi Phật tại nhà. Bạn con có cho các bạn đồng tu đội Xá Lợi Phật. Bạn con bảo thờ Xá Lợi Phật sẽ được vãng sanh. Bạch thầy có đúng không? Và Phật tử muốn thờ Xá Lợi Phật phải thế nào để không tổn phước? Mong thầy quan hỷ giải đáp cho con rõ. Xin thưa các vị, hai câu này cũng thiết yếu và phổ biến trong dân gian. Câu thứ nhất, tôi được biết rằng trước kia có một quan niệm là trì chú tán xa vào trong cát để rải lên mộ cũng như rải lên thân xác trước khi đưa vào trong quan tài tẩn liệm thì người này sẽ được vô cùng lợi lạc. Và trong đó có một cái vấn đề là nói người này có khả năng giảng sanh. Sự thật, không có ai có khả năng để làm người khác giảng sanh cả. Tôi quyết định 100% như vậy. Cho dù các vị có là con ruột của Đức Phật mà các vị không tu thì Đức Phật cũng không thể đưa các vị về cực lạc hay là niết bàn được. Đây là quy luật. Vì vậy việc làm này xem như là một cái vấn đề hỗ trợ tinh thần để giúp cho những người còn hiện tại yên tâm về con đường của người quá cố, để lòng bớt lo lắng, để được thanh thản hơn về mặt tâm lý, có thể giúp cho người còn ở lại được an tâm phần nào. Trên nguyên tắc về lý, không có một tác dụng nào về việc này mà như kinh đó hay là sách đó mô tả diễn tả bằng cách này cả. Trong quá trình tương tác giữa phước báo người thân và người quá cố, nó có cái tác dụng thế này: 7 phần công đức mà người hiện tại, người còn sống, mà người thân làm cho người quá cố, thì 7 phần công đức người quá cố chỉ hưởng được 1 phần, nếu đó có cái khả năng được tới 7 phần. Như vậy cái khả năng đạt được này vô cùng ít so với cái công đức người này tạo. Trên nguyên tắc ai tạo người đó hưởng. Các vị có khi nào tôi ăn cơm các vị no không? Hay là các vị có thể là các vị tôi uống nước các vị đã khát không? Hay là các vị bệnh tôi uống nước, thuốc thay các vị để các vị hết bệnh không? Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Vì vậy trên nguyên tắc ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là quy luật. Người thân của chúng ta làm việc phước đức để hỗ trợ cho người quá cố chỉ mang tính cách trợ duyên chứ không phải là một chánh nhân. Vì vậy trợ duyên thì làm sao mình biết được rằng mình có khả năng tạo được 7 phần công đức hay không? Và việc đó mang tính cách rất là cầu may. Trên nguyên tắc hãy cố gắng tấn tu, đừng mong rằng sau khi mình chết để ai làm cho mình được siêu thoát. Các vị nghĩ như vậy thì con đường Phật Pháp và tu học như vậy không được lợi lạc. Nếu thật ra người thân mình làm tất cả các công đức để mình hưởng trọn vẹn thì đời này giả gì đi tu. Đời này giả gì tu. Tôi làm kinh tế tôi để lại chừng 10 cây vàng, tao chết mày rước 100 ông thầy lại mày cúng dường chay tăng cho tao để tao được giảng sanh, sướng hơn không? Hả? Nếu làm được vậy thì sướng quá, mắc gì tu. Cho nên việc làm chúng ta phải hiểu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Đó là chuyện bình thường. Cho nên trong đời hãy tích cực tấn tu, đừng nghĩ rằng mai này con hãy tu giùm ta hay là làm việc gì đó thế ta. Việc làm đó được thì càng tốt, mà nếu không tự phước đức hay là công đức của chúng ta cũng đủ giúp chúng ta thoát rồi. Một con người đã đủ sức giải thoát thì các vị có đem cái thây đó ném xuống biển, các vị có đem đốt bỏ đi, hoặc các vị có thảy vào rừng cho kênh diều quả ăn, cái vị không còn gì là quan trọng. Người đó cũng tự khả năng giải thoát. Còn cái người này đã tạo nghiệp đọa địa ngục rồi, các vị có đem cái thây đó về ở chùa nào đó, các vị có đem 100 bộ kinh Địa Tạng ra tụng cũng 100 ông thầy, thì nhân tố địa ngục này cũng không thoát được đâu. Chỉ có điều duy nhất là nếu chúng ta làm nhiều công đức hồi hướng cho người thân, cho dù thân xác đó có ở đó hay không không quan trọng, mà theo tỷ lệ 7-1 thì thay vì người này 100 kiếp đọa địa ngục thì nhờ cái phước đức này nè, nó làm cho người này còn 6-70, 70-80 kiếp gì đọa địa ngục đó, thì cái đó có thể có sự tác động như vậy. Còn trên nguyên tắc nhân tố đã đọa địa ngục rồi thì không có một ai có khả năng để tụng kinh cầu nguyện cho người đó để được giảng sanh cả. Điều đó là điều nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ có trong Phật học như vậy.
Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng tất cả sự hộ niệm, tụng kinh, trì chú, làm bất cứ điều gì hoàn toàn là việc tốt, chứ tôi không có nói xấu. Nhưng mà xem như là một nhân tố quan trọng cho tiến trình giải thoát thì việc này chúng ta nghĩ vậy là chúng ta lệch lạc rồi đó. Chúng ta sẽ làm bằng mọi khả năng có được, cúng dường trai tăng, tụng kinh, làm phước, trì chú cho người quá cố, cứ làm. Biết đâu 7 phần công đức người thân cũng được 1 phần, thì cứ làm cầu mai. Cái này thuộc về dạng cầu mai, những cơ hội cuối cùng không còn cách khác thì cứ làm. Còn trên nguyên tắc, còn có thọ mạng trên cuộc đời, còn sống thì tự thân chúng ta hãy cố mà tu. Và tôi dặn thêm một điều này nữa, nếu chúng ta hiểu được điều đó thì nghi người chúng ta, người thân chúng ta quá cố, muốn làm trai tăng, muốn làm phước báo, muốn làm bố thí, thì phải nghĩ rằng người thân mình đã để cái gì, sở hữu nào mà của thuộc về người thân mình, hãy đem cái đó ra làm thì hiệu quả sẽ cao hơn bằng chính sở hữu của mình để đem hồi hướng cho người quá cố. Cái này các vị nên nhớ. Cho nên khi người quá cố, chúng ta nên để quần áo của người đó, nếu còn tốt, để lại giặt giũ sạch sẽ, bố thí thì người quá cố hưởng trọn vẹn hơn. Còn chúng ta có thể đem vàng bạc ra bố thí cho nhiều, tất cả những việc đó thì người quá cố chỉ mang cái nghĩa là trợ duyên những gì mà người thân mình hồi hướng thôi. Cho nên tụng kinh, làm phước, trì chú tôi cho là việc tốt chứ không phải xấu. Không tốt hơn thì không thể xấu hơn, nhưng quan niệm cái đó như một nhân tố để quyết định cho con đường tái sanh hay là thọ sanh của người đó thì nó lại là không đúng với Phật pháp. Chúng ta nên nhớ chỗ này. A Di Đà Phật. Bạn con có thờ Xá Lợi Phật tại nhà, bạn con có cho bạn đồng tu đội Xá Lợi Phật, bạn con bảo thờ Xá Lợi Phật được giảng sanh, bạch thầy có đúng không? Và Phật tử muốn thờ Xá Lợi Phật phải thế nào để không tổn phước? Xin thưa các vị, thờ Xá Lợi Phật như thế nào thì tùy khả năng các vị, nhưng mà tôi nghĩ ở đâu các vị có Xá Lợi Phật mới là quan trọng. Ở dưới bãi biển Nha Trang hay là trong núi nào đó ha? Xá Lợi Phật ngày hôm nay tôi không tin cậy bất cứ một điều gì ha. Các vị hãy tìm hiểu lại bài giảng tôi giảng là tìm hiểu về Xá Lợi Phật và Mạng Đà La, tôi đã chia sẻ rồi. Tại sao hôm nay một điều lạ kỳ là trong dân gian Phật tử nào ở đâu, nhà nào dường như cũng có cả bụm Xá Lợi như thế này. Tôi nghĩ xuống bãi biển Nha Trang hốt lên ở đâu mà dữ vậy à. Tôi không tin bất cứ một điều gì về Xá Lợi hôm nay. Có thể tôi hơi dò đoán, nhưng tôi nói các vị nè, bản thân Đức Phật một trượng sáu, sau khi thiêu ra cũng chừng ấy thân xác bằng xương cốt, thì ở đâu mà quá nhiều như thế? Và tại sao 2000 năm trước lại không có, mà ngày hôm nay đột biến ở đâu mà nó nổi lên quá nhiều như thế này? Xá Lợi thì đâu có mỏ bao giờ. Các vị có đào được cái mỏ Xá Lợi nào không? Không thể nào có cái mỏ Xá Lợi Phật được. Vì vậy ở đây đừng bị kẻ khác lợi dụng một danh từ mạo nhận. Và nhất là Xá Lợi đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng chói chói, cái đó càng chói chừng nào càng là nói láo hung chừng đó à. Xin thưa các vị, do người đó không hiểu ý nghĩa của hai chữ Xá Lợi, cho nên tưởng tượng như một hộp xoàn, một kim cương, cho nên càng phải mô phỏng cho nó sáng chừng nào để nói người ta Xá Lợi nó như thế. Bản thân họ còn không biết Xá Lợi là gì, huống chi đi giới thiệu người ta à. Xin thưa các vị, cho nên các vị càng thấy mà đỏ đỏ xanh xanh vàng vàng chói chói, các vị thấy cái đó chắc chắn ai dám cầm cái đó đi thử ADN với tôi không? Vị nào dám cam đoan cái đó là Xá Lợi Phật đi thử ADN với tôi đi. Nếu khoa học người ta xác nhận rằng đó là ADN, cho dù là người thôi, tôi không cần là nói về Đức Phật, mà cho đó là ADN của một nhân chủng, của một con người, tôi hoàn toàn tôi thua cái người đó, cỡ nào tôi cũng thua à. Tôi muốn như vậy. Cho nên chính cái chỗ bậy bạ này mà ngày xưa ở ngoài Hà Nội đó, nó có một cái việc là gì? Có một ngôi chùa đó đó, có một vị hòa thượng tịch để lại nhục thân, rồi chôn trong một cái tháp, tức là không có hòm gương gì hết, mà tại nhục thân thì nó đâu có rang hoại, cho nên khi chôn rồi trong cái tháp đó là người ta tương truyền để nhục thân của hòa thượng này. Thì cái kẻ trộm á, nó nghe là nhục thân thường thường có Xá Lợi, mà Xá Lợi thì nằm ở tỷ sống, cho nên nó tưởng tượng rằng Xá Lợi đây là một viên kim cương, là một hộp xoàn hay là một cái gì ghê gớm lắm. Cho nên á, ngày hôm đó nó bị như thế, cho nên nó mới đập cái tháp đó, nó mới đem cái xác của hòa thượng nó ra, nó chẻ banh cái xương sống hết.
nó đem ra nó chẻ để nó kiếm xá lợi. Tôi nói thật với các vị sai lầm rồi. Cái xá lợi Phật nó có giá trị là vì chúng ta là con Phật, chúng ta tín ngưỡng về tâm linh, chúng ta đem bất cứ một viên xá lợi nào cho bằng cùm tay tôi nữa, các vị đố mà đổi được một chỉ vàng kim hoàng nào, một phân vàng nào ở tiệm kim hoàng. Không thể đem xá lợi Phật để sánh ví như một kim hoàng hay là kim cương. Mặc dù xá lợi quý hơn trăm ngàn lần với kim cương, nhưng quý ở chỗ là ta là con Phật, trân trọng những gì của Đức Phật, nó quý trọng trong tâm linh và tinh thần chúng ta, chứ không phải có giá trị kim hoàng. Không phải đem cái đó đi ra để mà đi đánh đổi với kim hoàng như vậy. Chúng ta có thể tìm được một cục kim cương bằng nắm tay tôi, nhưng chắc gì các vị có thể tìm được một mảnh xá lợi bằng móng tay tôi. Tôi nói thật như vậy. Cho nên những cái chuyện mà lưu xá lợi vòng vòng ở trong các nhà dân gian, ở đây là các vị bị người khác lừa là chính. Tôi ở đây tôi không muốn cái đem thần bán thánh bằng cách lừa như vậy. Xá lợi Phật không khéo nó trở nên một cái gì đó nó rất là dởm đời như thế. Xá lợi chúng ta lại cả đời, chúng ta trân quý cả đời, chúng ta trân trọng cả đời, mà kiếm được bằng hột gạo á là đỏ con mắt, mù mắt mà đi tới chân Ấn Độ kiếm còn có chưa chứ đừng có nói như thế. Mà ở đâu á chia nhau từng bụng nè, tôi cho bà 5 viên xá lợi, 10 viên xá lợi nè, này nè, thế này thế khác. Thậm chí xá lợi tôi lúc này nó đẻ nè, bà nuôi gà thì nghe đẻ chứ xá lợi nào mà đẻ. Xin thưa các vị, có những cái quan niệm rất là lệch lạc như vậy, mà tôi không hiểu tại sao chúng ta lại có những cái điều này. Cho nên tự thân của xá lợi nó chỉ là xương cốt của Đức Phật mà thôi. Nên nhớ là như vậy, những gì còn sót lại sau khi thiêu Đức Phật, chứ không phải xá lợi là một cục hột xoàn, một cục gì đó nó sáng chói lấp lánh. Nó chói sáng là bằng tuệ giác của chúng ta nhìn Đức Phật bằng một lòng kính trọng tu học. Một vài hiện tượng lạ trong cái việc thờ cúng xá lợi Phật có chứ không phải không, nhưng mà không mang tính cách đại trà. Chúng ta đừng quan niệm như vậy. Tôi không muốn bất cứ một ai lệch lạc về việc này. Và xá lợi Phật còn lại một điều duy nhất nữa là những tỷ sống là cái kết tinh cho sự giới đức thanh tịnh của Đức Phật. Cái này có, nhưng mà không phải như một viên kim cương lấp lánh đâu. Nó là những kết tinh như một cái hạt xoải mà đục đục, hay là màu nâu hoặc màu trắng đục như vậy. Chúng ta đi triển lãm ở các cái khu mà ở tại Phật tích, còn những cái lần mà triển lãm ở các nơi này, tôi cũng không tin cậy rằng đó là những xá lợi Phật chính thống nữa. Tôi nghĩ tất cả những cái đó xuất phát từ xá lợi Phật niềm tin mà thôi. Tức là tự mặc định bằng niềm tin chúng ta cho đó là xá lợi, thì cái đó chúng ta có thể xem là xá lợi. Cho nên ở đây các vị nghe lại cái bài tôi giảng, đó là bài tìm hiểu về xá lợi Phật và mạng Lạ La, thì các vị sẽ không còn những suy nghĩ vớ vẩn về việc này. A Di Đà Phật. Mấy giờ hết giờ phải không? Hả? 4:30 là hết giờ phải không? Vậy thì thôi, bây giờ chúng ta kiếm câu hỏi nào mà hay nhất trong nhóm câu hỏi này, chúng ta trả lời một câu nữa nghỉ ha. Ở đây thì thấy câu nào nó cũng tương đối trong cuộc sống của các vị cả. Đúng ra có thời gian chúng ta sẽ chia sẻ nhiều. Ở trong đây có câu hỏi đặc biệt là kinh doanh bất động sản có phải là thất đức không? Ai hỏi câu này ghê gớm nè. Bây giờ trả lời câu hỏi này hay là để câu khác? Còn nhiều câu hấp dẫn lắm. Thôi bây giờ vậy, xin thưa các vị, kinh doanh bất động sản có thất đức không? Ở đây ai là người kinh doanh bất động sản đâu, đưa tay lên tôi coi coi. Ủa xin thưa các vị, cái nghề này như thế nào mà các vị gọi là chữ thất đức? Tôi đã từng nói, các vị về nghe lại bài giảng Phật Pháp Vấn Đáp 6 có cái này. Trong đó có câu hỏi là cho dai lấy lời có tội không? Nè, xin thưa các vị, các vị từng cho cái nghề cho dai là có tội. Tôi nói rằng không có tội. Cho dai nặng lãi và ép người vào đường cùng mới có tội. Còn cho dai cũng là một nghề nghiệp như bao nhiêu nghề khác trên cuộc đời. Tôi có tiền tôi không kinh doanh, các vị dai của tôi, các vị kinh doanh có lời, các vị chia cho tôi sống, đó là chuyện đương nhiên và hợp lý, chứ tội ở chỗ nào?
Tại sao các vị cho rằng nghề cho vay là có tội? Và tôi nghĩ cái nghề kinh doanh bất động sản cũng như hàng trăm ngàn thứ kinh doanh khác, nhưng tại sao cho người ta là có tội? Nếu cái gì chúng ta làm đúng luật pháp thì thôi, nhưng chỉ có một điều, lợi dụng vào nghề nghiệp để ép người vào đường cùng thì cái này là một việc khác. Cái tội từ cái việc ép người vào đường cùng chứ không phải là tội nghề nghiệp, nên nhớ là vậy. Bây giờ tôi cho người khác vay, khi người khác không có tiền trả, tôi cho người đánh đập hành hạ, và thậm chí tôi có thể cướp bóc thế này thế khác, thì cái hành động đó dẫn đến tội lỗi. Còn cái việc mà gọi là cho vay người khác làm để có tiền sinh lời chia cho mình cùng sống, đó là một cái nghề nghiệp của tôi cũng cho là lương thiện như bao nhiêu nghề khác thôi. Nhưng chỉ có một điều, nghề cho vay nó liên hệ đến tiền bạc thì hơi mạo hiểm. Bởi vì tiền bạc là huyết mạch, nó dễ làm cho con người ta mù quáng. Cho nên cũng chính đồng tiền nó có thể dẫn con người đến sự thù quán, thủ đoạn hãm hại và cái này kia. Thì cái hãm hại, cái thù quán đó nó mới gây oan trái. Còn hành động cho vay lấy lời để sống, thỏa thuận giữa đôi bên như thế, đó là việc hợp tình hợp lý, không có lỗi gì trên cuộc đời này, và không dựa vào cái đó để quy kết nhân quả. Nhân quả tội phước hay không là hành động đó. Cho nên tôi nghĩ ngành kinh doanh bất động sản là mua bán nhà đất rồi đó chứ gì. Tất cả những cái này tội gì? Không có tội gì cả, nó cũng như bao nhiêu nghề khác thôi. Chừng nào xoán đọt và ép người để cướp lấy bằng cách này cách khác, hay là đưa người ta vào đường cùng để gạt lấy, hoặc thế này thế khác để mua rẻ bằng cách ép cung người ta, cái đó lại là cái khác, nó thuộc về lương tâm nghề nghiệp rồi. Còn tất cả các nghề nghiệp là hoàn toàn hợp lý, không có gì tội lỗi trong việc này cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi chỉ chia sẻ với các vị trong một cái việc này, những câu hỏi này nó có tính cách vừa liên quan vừa chung trong một vấn đề mà tôi đọc hết, và tôi chỉ trả lời một lần trong một câu thôi. Cái câu này: con đã quy Phật rồi, con ăn chay có ăn trứng gà công nghiệp được không? Có được ăn hành tây không? Có được ăn kiệu không? Vì con có thấy tận mắt có chùa ăn dưa món chay có củ kiệu. Thầy ơi, vậy đây là mấy câu hỏi con rất rồi. Thôi thì tới đó được rồi. Bạch thầy, con xin thầy chỉ dạy cho con, là một Phật tử ăn chay, con tổ chức đám cưới cho con là một tiệc mặn, con thấy có tội, con phải làm gì để bớt tội, xin thầy chỉ dạy. Tất cả cái này tôi chỉ trả lời trong một câu một ha. Dường như trong cái câu, trong bài giảng tôi giảng là ăn chay sức khỏe và môi trường, và câu vì sao tôi ăn chay, và cái bài giảng là ăn chay và ăn mặn. Tôi nghĩ nếu ai đã từng nghe những bài giảng này thì không cần hỏi những cái câu thừa như thế này nữa. Nhưng vì chưa thì tôi xin trả lời một cách tóm tắt. Trứng gà công nghiệp, ăn kiệu, ăn tất cả các loại mà chúng ta từng cho, đó là ngũ vị hương, hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ. Bây giờ trên nguyên tắc tôi hỏi các vị, hành, hẹ, tỏi, nén và kiệu là chay hay là mặn? Nếu các vị cho chay mà chay ăn chay trên ra tội, có phải vậy không? Chay ăn chay thành tội, có phải không? Ủa thì các vị hỏi đây nó giống vậy đó. Chay mà mình ăn chay thì nó thành tội, cái này vô lý, vô cùng vô lý. Cho nên đây tôi mới nói với các vị, tại sao trong chùa một số nơi đề cập đến vấn đề là không được ăn hành, hẹ, tỏi, nén và hương cừ. Thật ra về nguyên tắc ăn chay, cái này không có tội gì cả. Nhưng mà tại sao hạn chế ăn? Chúng ta biết quy luật trên tất cả các món ăn này là những chất nó kích thích về tâm sinh lý của chúng ta. Nếu ăn nó nhiều, nó sẽ tạo nên kích thích về dâm và về sân. Có thể ăn sống hay là ăn chín cách nào đó. Và khi người tu mà Đức Phật dạy hạn chế ăn, có nghĩa là người tu phần lớn chúng ta là sống độc thân. Và người cư sĩ các vị tu cũng muốn tìm một sự tĩnh lặng. Nhưng mà nếu bị kích thích những cái loại phiền não đó thì làm sao mà tĩnh lặng cho được. Cái ngăn là gì? Sợ chúng ta bị động tâm bằng một cách kích thích về thức ăn, về tâm sinh lý. Chứ không phải ăn một củ kiệu là có tội, ăn một cái củ hành là có tội. Không phải như vậy. Mà chúng ta nên hiểu tại sao trong đời sống tu hành Đức Phật ngăn cái này, hạn chế ăn là tốt. Cho nên khử hay là ăn chút đỉnh, tất cả cái này không dính dáng và ảnh hưởng gì đến sự tu học hay là tội phước cả. Không ăn thì cũng tốt, mà ăn thì cũng chả có tội và chẳng sai lầm tí nào. Cho nên ở đây, vì bảo vệ thân tâm cho con người mình mà Đức Phật
ngăn những loại thức ăn mà nó có tính cách kích thích, chứ không phải là ăn cái đó nó trở thành tội. Cũng như tôi nói với các vị, rượu chay hay là mặn? Rượu là chay, không ai nói rượu mặn được. Nhưng tại sao khuyên chúng ta Phật tử thì uống hạn chế mà tu sĩ thì đừng uống? Không phải nếm một miếng rượu vào miệng có tội. Tôi nói thiệt với các vị, tôi uống 8 cốc này tôi cũng không có tội nữa. Nhưng mà liệu tôi có khả năng để chịu đựng nổi 8 cốc hay không? Hay là vì 8 cốc này tôi cuồng, tôi loạn, tôi thế này thế khác, tôi làm bậy đủ thứ. Cái đó mới là quan trọng. Bản thân của rượu chẳng có tội lỗi gì cả. Cho nên ở đây rượu nó vốn không tội, nhưng mà ngăn uống là có những người uống không còn khả năng kiềm chế lại chính mình, cho nên gây ra nhiều hậu quả đáng tiếc và mê loạn tâm trí. Và vì vậy, vì rượu mà hại cả mình, hại người và hại nhiều cái nguy hiểm khác, cho nên Đức Phật ngăn. Vì vậy ai là Phật tử uống rượu thì uống, nhưng mà đừng để mình mất kiểm soát lấy chính mình. Thay vì mình uống 10 ly xỉn thì bây giờ mình uống 3 ly thôi, mình biết đã đủ tủ lượng của mình, mình còn đủ tỉnh táo và đủ giải quyết mọi vấn đề rồi. Cho dù bây giờ không tu, các vị nên đi ra đường, các vị có thấy sao? Đừng lái xe khi uống bia rượu, có phải không? Như vậy bia rượu dẫn đến đâm xe người ta, lái xe và thiệt hại gây chết người, chết cả mình. Vì vậy ở đây các vị thấy tai hại nó từ chỗ đó, cho nên người ta ngăn. Chứ không phải là nếm một miếng rượu vào miệng cái là tội, bị cắt lưỡi bậy bạ, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên vì vậy tại sao trong luật lại mở một ngoặc, nếu vì bệnh cần thuốc rượu để chữa trị thì được tạm dùng, nếu thật sự nó là tội thì không có tạm dùng được. Cho nên vì nguyên nhân là để tránh mất cái vấn đề mất tư cách và mất làm chủ mình thôi. Ví dụ tôi là như thế này mà tôi đi cà bái qua bái lại như thế này, các vị có chịu nổi không? Các vị có đồng tình không? Biết rằng tôi uống rượu đó không sai, nhưng mà tự nhiên thầy tu muốn đi bái bái mặt đỏ gây không? Ai coi? Đó là chuyện đó đó. Cái này là ngăn là những cái đó, chứ thật ra rượu nó là chay. Cũng vậy, quay trở lại, hành hẹ tội nén và hương cừ hay là kiệu, nó là chuyện bình thường, không tội lỗi gì cả. Nếu vấn đề ăn uống đó mang tính cách giống như khử thì nó lại là một điều bình thường thôi. Còn nếu chúng ta cầm lạm dụng á, thì nó mới trở nên đủ cái chất để kích thích, thì điều đó quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta tùy nghi để hiểu. Còn trứng gà công nghiệp tôi đã trả lời quá nhiều rồi. Tôi nói bản thân của trứng gà công nghiệp, ai ăn chay mà ăn có tội trồng hết lên đầu tôi. Tôi nói thật là như vậy, tôi nói thẳng ra như vậy. Cho nên chúng ta đừng xét nét một cách thái quá về việc này. Trứng gà công nghiệp là một loại trứng hoàn toàn không có nhân tố của một chúng sinh tái sinh. Vì vậy cho nên việc đó là việc bình thường. Chúng ta nên nghe một cách rất quan trọng chỗ này. Ăn chay và ăn mặn tội không phải là do bóc một miếng thịt bỏ vào miệng có tội. Tôi nói thiệt với các vị, hôm nay mà tình cờ tôi xuống dưới nhà bếp của khách sạn Enchola, tôi bóc một miếng tôm, miếng tép nào tôi bỏ vào miệng tôi ăn, tôi biết chắc chắn rằng tôi không có tội. Nhưng mà ai mà làm kỳ cục vậy? Nhưng mà tôi muốn giải thích các vị chỗ này. Không phải bỏ một miếng thịt vào miệng ăn là có tội, không phải bỏ một miếng cá vào miệng ăn là có tội. Hoàn toàn không có những chuyện hoang đường như thế này. Tội hay không tội nó xuất phát là từ đâu có miếng thịt này và ở đâu có miếng cá này, chứ không phải là bỏ vào miệng ăn một miếng thịt nó dơ cái miệng là có tội. Quá ư là bậy bạ. Chúng ta đừng có suy nghĩ hoang đường như vậy. Nếu chúng ta tình cờ đi xuống bãi biển, chúng ta thấy con cá nào chết nổi lình bình, chúng ta vớt lên bỏ vô bếp ăn, có tội bao nhiêu tôi gánh hết cho các vị, nếu các vị ăn chay trường. Cho nên tôi nói thịt cá mà từ trên trời nó rớt xuống lịch bịch đây, tôi cũng dành với các vị ăn, chả sao cả. Tôi nói thật mà. Nhưng mà sở dĩ tội hay phước là nó không phải từ chỗ đó. Chúng ta đừng nghĩ một miếng rau chúng ta bỏ vào miệng chúng ta ăn chay là có phước, hoang đường. Nếu chúng ta ra giựt một cái rổ rau của ai về đó chúng ta làm chay chúng ta ăn đi, còn có phước không? Chúng ta phải thấy rất rõ chỗ này. Không phải miếng rau bỏ vào miệng là có phước, không phải miếng cá bỏ vào miệng có tội, hoang đường. Đừng suy nghĩ, đạo Phật dạy chúng ta như vậy. Có những người máy móc cho nên ăn chay phải cắt kỹ cái này, phải cắt kỹ cái kia, gò bếp ấp cái nọ, đó là chúng ta tự máy móc trên con đường tu học, chứ không phải do Phật dạy. Cho nên ở đây tôi nói với các vị, cái này có những người ăn chay bị mắc phải nè, cái chảo, cái chén, cái này, cái kia, cái nọ, chúng ta hay mắc phải.
chúng ta sợ nấu đồ mặn rồi cái chúng ta nấu đồ chay chúng ta ăn vô cái nó mất phước đi à, những suy nghĩ bậy bạ à, không bao giờ có những chuyện vậy. Cho nên chúng ta thấy về xem lại cái đĩa, vì sao tôi ăn chay, hay là coi thêm một cái bài giảng thầy giảng là ăn chay sức khỏe và môi trường, thì chúng ta sẽ không còn những nghi vấn vớ vẩn này nữa ha. Cho nên chúng ta hiểu được thì đó, tại vì nói cái này nó mang tính cách dài và tôi đã nói nhiều rồi, tôi không cần lặp lại. Cho nên ở đây các vị đã tổ chức đám cưới cho con, nếu các vị hiểu được như một quy tắc mà các vị thuyết phục được khách đến dự thì chúng ta cứ tổ chức chay. Còn nếu chúng ta không làm được chuyện đó thì chúng ta cứ tổ chức mặn bình thường. Tạo nhân nào thì họ quả nấy. Cái việc đó không xấu không tốt gì trên cuộc đời cả. Ai làm được điều gì tốt điều nấy. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy điều này như một việc tạo nghiệp sát sanh để cộng nghiệp, thì có thể sau này khi chúng ta tổ chức đám cưới xong thì khích lệ con cái mình nên sống hiền thiện hơn một chút, sống tốt đẹp hơn một chút, biết san sẻ, biết bố thí, biết sống tập ăn chay đồ một chút, giống như một ý nghĩa bù đắp. Đó là việc tùy của chúng ta. Còn trên nguyên tắc đây là việc bình thường. Thuyết phục được thì tốt, không thuyết phục được đó cũng là chuyện bình thường trên cuộc đời. Ai ăn được gì thì cứ ăn, ai có thói quen gì cứ ăn, không có bao giờ xấu tốt ở trong cái việc này cả. Làm chay cũng được, làm mặn cũng được, tùy cái vấn đề của các vị. Quan trọng đời chúng ta làm gì chúng ta trả đó. Đó là một quy tắc ngàn đời trên cuộc đời, không ai mỉa mai và chỉ trích. Và chúng ta cũng đừng xem như một mặt cảm tội lỗi quá trong hành động này. Chúng ta cũng cảm thấy bình thường thôi. Đó là việc trăm ngàn người cũng thế, chúng ta cũng thế. Làm chay được thì tốt, bằng không làm mặn cũng là chuyện bình thường. Nhưng phải ý thức được điều đó thì hay. Có thể sau này tu tập để bù đắp thêm một phần, nếu chúng ta cảm thấy điều đó như một điều rai rứt trong lương tâm. Chứ còn căn bản đừng quá đè nặng trong lòng về những điều này, rồi chúng ta cảm thấy khó sống trên cuộc đời. Bởi vì cuộc đời này vốn tương đối ha. Cuộc đời này vốn tương đối, chúng ta không gia chạm đến bất cứ sinh mạng nào mà để có sự tồn tại của chúng ta, thì chỉ có ngồi xếp bằng trước ông Phật, ngồi để chờ chết mà thôi à. 100% là như vậy. Còn chúng ta còn ăn, cho dù ăn chay thì cũng vẫn trực tiếp gián tiếp liên hệ đến sinh mạng của chúng sinh. Nhưng đừng quá khắt khe, chúng ta không thể nào sống nổi trên cuộc đời. Đời là tương đối, cái gì không vi phạm luật pháp, không vi phạm đạo đức là tốt rồi. Bên cạnh đó hạn chế được cái gì bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Mong các vị hiểu một cách rộng rãi về vấn đề này cho. A Di Đà Phật. Thôi bây giờ thì quá giờ rồi đúng không? Hơn 2 tiếng rồi. Và thật ra với các vị hôm nay không phải là tôi ra đây để tôi có những bài giảng, mà thật ra đây là một chuyến tôi muốn nghỉ ngơi thôi. Sau những thời gian qua Tết và qua Rằm tôi rất là mệt mỏi, cho nên các đệ tử ở đây muốn tôi về để tránh bớt khách khứa và bớt công việc. Nhưng mà tôi nghĩ đi đến đây mà không có làm cái gì, tôi thấy tôi ngại quá, tôi đi không được. Vì vậy cho nói thôi, vậy chẳng đến đây rồi thì có dịp để tiếp xúc với quý Phật tử ha, có một vài thời pháp, nó cảm thấy mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó an lòng hơn. Chứ xưa nay thật ra tôi chưa bao giờ đi chơi như thế này cả. Vì vậy cho nên là cái việc này cũng là một việc mà nó bất đắc dĩ, mà tôi cũng đem hết sức mình để ra chia sẻ với các vị trong thời gian có được ở tại đây. Vì vậy cho nên cái chuyến này không phải là chuyến tổ chức hoằng pháp, mà cái dịp là chúng ta gặp gỡ. Một là tôi thăm viếng các Phật tử, tôi có dịp tôi gặp chung, tôi chia sẻ Phật pháp và chúc xuân muộn màng với các vị luôn. A Di Đà Phật. Thì hồi sáng giờ hai bài pháp xem như tôi đã lì xì các vị rồi á. Thôi chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, gia đình hạnh phúc, vạn sự kiết tường. Và các vị cố gắng tinh tấn tu học để đem lại lợi ích cho bản thân mình và chúng sinh. A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa quý Phật tử, thật là một duyên lành khi chúng ta cùng ngồi nơi đây và cùng lắng nghe những chia sẻ. Mặc dù xuân đã muộn nhưng những lời chia sẻ của Thầy vẫn mãi là mùa xuân trong lòng của Phật tử chúng con. Một lần nữa chúng con xin được kính chúc Thầy sức khỏe, bình an và tinh tấn để chúng con nghe được những bài giảng hay và Thầy có thể mang đến cho mùa xuân với tất cả Phật tử chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi Thầy mời các vị khởi thân chúng ta hồi hướng.
nguyện đem công đức